Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2016. Chúng ta học tiếp phần chức năng của tâm. Trong phần chức năng của tâm, chúng ta đã lược lại cái một vài cái điểm chính về tâm mà chúng ta gọi là khái niệm về tâm. Trong đó là chúng ta nói đến các nhân sinh ra tâm. Bây giờ khi chúng ta hiểu các nhân sinh ra tâm thì chúng ta thể hiểu là tại sao trong tâm chúng ta đó khởi lên cái suy nghĩ này, cái cảm xúc này, cái tình cảm này, cái quan niệm này. Để chúng ta hiểu nó để chi? Để khi chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta sẽ căn cứ vào những cái nhân sinh tâm này đó để chúng ta thay đổi. Cho nên thông thường đó, khi những cái phiền não nó phát sinh lên trong tâm của mình đó, thì mình giữ đi nó đi ra không được. Tại vì cái nguyên tắc của nó là nó sẽ lặp đi lặp lại. Những cái gì nó tạo nên bức xúc thì cái hoạt động của nó đều là lặp đi lặp lại. Thế bây giờ chúng ta muốn thoát khỏi những cái trạng thái bức xúc đó thì chúng ta căn cứ vào nhân này để chúng ta làm thay đổi những cái nhân, tức là những cái yếu tố mà có thể làm cho nó khởi lên. Chúng ta thay đổi nó, chúng ta thay đổi cái cảnh của nó thì những cái đó chúng ta sẽ thoát. Chứ không phải là chúng ta tưởng tượng ra đâu. Bởi vì tất cả những cái gì nó khởi sanh lên mà chúng ta gọi là các pháp khi sởi khởi sanh lên đều có nhân của nó. Như vậy khi chúng ta nhắm những cái nhân này là những cái yếu tố mà nó tạo tác nên một cái trạng thái tâm buồn hoặc một cái trạng thái tâm vui, một cái trạng thái tâm ô nhiễm hoặc một cái trạng thái tâm trong sạch, thì chúng ta đã nắm được cái điều này để chúng ta có thể chuyển một cái trạng thái tâm ô nhiễm trở thành một cái trạng thái tâm trong sạch. Còn cái việc mà chúng ta bắt cái cảnh để mà thay đổi trong tâm, nó cũng là một cái yếu tố, nhưng mà nó không phải là cái nhân tố cực kỳ sâu xa. Ví dụ như bây giờ mình buồn, mình đổi cảnh bằng cách mình đi ra cái chỗ nào cây cối nó nhiều chẳng hạn vậy, thì nơi đó là một cái không gian rộng rãi làm cho cái tâm mình nó được mở ra, nó thoáng, thì mình nhẹ nhàng đi thì mình cũng có thể thay đổi được cái khác. Thì người ta đổi cảnh thì nó sẽ làm đổi một cái trạng thái tâm. Nhưng mà có những cái chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết thì chúng ta mới có thể đổi được. Trong những cái nhân tố mà nó tạo nên cái tâm như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nó có cái sự sâu xa của nó, và nó bắt nguồn từ một cái nguồn quá khứ mà chúng ta nói đó là cái dòng nghiệp, nó là con kênh nước đen và con kênh nước trắng. Chúng ta nhận ra đây nó là con kênh nước đen thì lập tức cái mà nó ám ảnh trong suốt cái luân hồi của chúng ta cho đến hiện kiếp đó, bao giờ chúng ta cũng nghĩ rằng những cái gì khởi lên trong tâm của mình đó, nó chính là mình. Hoặc là thân xác này đó chính là mình. Mình ở trong cái thân xác này. Hoặc là mình chính là cái thân xác này. Cái đó là một cái sự thật tục đế. Tức là nó là một cái chân lý, nhưng là một chân lý tương đối mà chúng ta ngỡ rằng nó là một cái chân lý tuyệt đối. Cái lệch của chúng ta nằm ở chỗ đó. Vì cái lẽ đó mà chúng ta phải hóa giải nó. Chúng ta hiểu rằng đây là cái phần tâm tối của chúng ta khởi lên, và nó rất là mạnh, nó là cái ma lực trong tâm của chúng ta. Thì chúng ta phải giải nó từ từ. Giải một lần không được, chúng ta giải lần thứ hai, giải lần thứ ba. Chúng ta giờ đây là đối thoại nội tâm, không còn là độc thoại nội tâm nữa. Độc thoại nội tâm chúng ta nghe cái sự dục giả trong tâm của mình, nó nói đi nói lại và nó muốn phải làm thế này thế nọ, và chúng ta ngỡ rằng chúng ta cái đó chính là ta. Vì vậy đó mà chúng ta phối hợp một cách dễ dàng, và chúng ta sống theo những cái khuynh hướng, những cái bản năng mà chúng ta đã chở đi từ vô lượng kiếp cho tới ngày hôm nay. Nhưng khi nào trí tuệ về tâm linh của chúng ta phát sanh lên thì chúng ta sẽ nhận thức ra rằng chúng ta đang gieo cái nhân gì trong suy nghĩ của mình.
thì chúng ta thay đổi được. Và chúng ta không hợp tác. Cái căn bản của chúng ta là luôn luôn cứ nghĩ rằng là hễ cái gì nó khởi lên trong tâm của mình, nó chính là mình. Và mình lấy tâm mình á là bản hữu của mình. Mình lấy, mình tin tưởng nó, mình coi nó chính là mình, là người thân nhất, giống như là tủy, như là xương của mình vậy á. Thưa quý vị, không, không dễ gì chúng ta lấy tâm của mình để làm bạn với mình đâu. Không, không dễ đâu. Chỉ cho những người mà người ta đã có một cái quá trình tu tập đắc thiền thì mới có thể tạm lấy tâm làm bạn được. Tạm thôi, nhưng mà chưa biết cái người bạn này nó phản trắc vào lúc nào. Bởi vì giữa cái trong sạch và cái uế nhiễm á, nó vẫn còn đó. Cái phần trong sạch rất là nhiều, nhưng mà phần uế nhiễm còn đó. Chỉ khi nhập vào dòng thánh rồi đó thì cái người đó mới có thể lấy tâm làm bạn được. Tức là có thể tin tưởng rằng những cái gì nó khởi lên trong tâm mình á, mình có thể tin tưởng là nó đúng, có thể tin tưởng là nó tốt. Nhưng mà không, tất cả chúng ta đều sinh ra cõi dục, chúng ta còn là phàm phu, chưa có đắc được thánh, chưa có đắc được thiền, thì chúng ta chưa vội tin rằng đó những cái gì khởi lên nơi tâm chúng ta nó đều mang đến sự tốt đẹp và sự đúng đắn cho mình. Tất cả chúng ta đều phải kiểm soát lại. Và lạ lùng thay, khi chúng ta dùng một cái năng lực thuộc về trí tuệ để kiểm soát nó, thì cái tâm thiện trí này, cái tâm mà có cái khả năng thấy cái nhân quả, hiểu biết đây đó, nó chính là bạn của ta. Hoặc là những cái trạng thái thuộc về thọ, nó khởi lên làm chúng ta vui, chưa tin nó rồi. Bởi nếu vui trong cái sự thỏa mãn những cái điều bất thiện pháp, hay nó vui trong cái thiện pháp, thì cần phải có cái thiện trí để xem xét lại. Vì vậy cho nên là khi chúng ta ôn những cái điểm chính mà về cái nhân sinh tâm, những cái đặc điểm của tâm, đặc điểm của tâm là luôn luôn nó dẫn đầu. Cái suy nghĩ của mình, cái ý nghĩ của mình, cái cảm xúc của mình, nó sẽ dẫn đầu cái lời nói tạo nghiệp, nó dẫn đầu cái thân tạo nghiệp, tốt hoặc nghiệp không tốt. Những cái này chúng ta nắm chắc nó, bởi vì nó là luật, nó không có thay đổi đâu. Nó là pháp chân đế, nó không có thay đổi đâu đó. Thì chúng ta hiểu vậy để mà chúng ta nắm cái điều này nè, tự bản thân của mình có thể giải tỏa những cái mà nó thuộc về cái khuynh hướng nó dục giả trong tâm của mình, một cái khuynh hướng thiện hoặc là một cái khuynh hướng không thiện. Để cái khuynh hướng thiện thì chúng ta làm tăng trưởng, còn những cái khuynh hướng sai lầm thì chúng ta xem xét nó kỹ để chúng ta tách ra. Chuyện này hoàn toàn có thể làm được, không có một người nào không thể làm được cả. Chỉ có cái là chúng ta làm được nhiều hay ít mà thôi, chứ không nói là không có được. Bây giờ qua cái phân loại tâm theo năm điều. Thứ nhất là nhân, môn, cảnh, thọ và phẩm sự. Thì nhân chúng ta có những cái tâm có nhân, và những tâm không có nhân thì gọi là tâm vô nhân. Nó thuộc về tâm quả. Và cái này nó xuất hiện trong cái hiện tại của chúng ta. Tức là đây là một cái dòng sống chảy từ vô lượng kiếp. Ở đây đó, trong cái kiếp hiện tại này đó, thì đây là cái sát na tử, nó chấm dứt một cái kiếp sống trước, và lập tức nó làm cái sát na sinh. Và khi mà nó làm xong cái nhiệm vụ mà sinh của nó rồi đó, nó bắt đầu á, cái đó nó làm lên một cái dòng sống này, nó gọi là hộ kiếp đây. Cho đến khi nó chấm dứt công việc của nó này, nó sẽ tử ở cái điểm này. Thì đây là một cái kiếp sống hiện tại của chúng ta. Thì tâm vô nhân nó sẽ làm cái công việc đó,
là nó tạo nên một cái dòng tâm thức trong cái kiếp hiện tại của chúng ta đây. Nó có mặt ở đây hết, nó hoạt động ở đây hết. Và tâm vô nhân đó, nó có quả của bất thiện pháp và nó có quả của thiện pháp. Thành ra khi những cái gì nó khởi lên trong cái suy nghĩ của mình đó là thiện thì nó trổ quả thiện, là bất thiện thì nó trổ quả bất thiện. Khẩu mình nói cái điều gì mà nó thuộc về thiện thì nó trổ quả thiện, thuộc về bất thiện nó trổ quả bất thiện. Khi mình ứng xử đây, ứng xử trong suy nghĩ, ứng xử bằng lời nói thể hiện, ứng xử bằng hành động, thì tất cả đều tạo quả đây hết. Những cái quả không có nhân, và nó đã tích lũy trong cái tâm tục sinh này, mà nó cũng chính là hộ kiếp đây, nó tích lũy ở trong này. Và khi cái điều thiện chúng ta tăng lên thì cái phần trắng này nó sẽ tăng lên, nếu điều bất thiện chúng ta thấy thì nó sẽ bất thiện tăng lên thì nó tăng lên. Như vậy cái tâm vô nhân trong cái đời sống hiện kiếp này đó là nó giữ một cái vai trò chính yếu, và nó là cái linh hồn của vi diệu pháp. Những cái pháp thiện và pháp bất thiện thì tất cả chúng ta đây đều có thể hiểu được nhiều lắm. Chúng ta học vi diệu pháp để chúng ta hiểu từng cái lớp sâu xa của nó hơn mà thôi. Còn cái tâm vô nhân này đó thì chúng ta chưa có thấy được những cái hoạt động của nó. Nhưng mà khi chúng ta học, chúng ta thấy cái tiến trình của nó thì dần dần chúng ta sẽ nhận ra nó chi phối trong đời sống như thế này. Cho nên khi mà chúng ta trong sạch trong tâm thì chúng ta mới có pháp trắng. Khi quế nhiễm trong tâm không có pháp trắng. Và cái này cái luật về tâm linh. Ở thế gian những cái điều đen chúng ta thể biến thành trắng được. Do một cái pháp đen khủng khiếp hơn, đó là cái sự dối trá. Nó sẽ là làm cho mọi người đó nghĩ rằng cái pháp đen của trong tâm ta chính là pháp trắng. Nhưng luật về tâm linh, nó đã đen rồi, chúng ta dùng một cái đen nữa để che đậy đó, thì hai cái này nó chỉ làm đậm thêm mà thôi. Cho nên người ta có thể che mắt thế giờ, để người ta có thể làm tất cả những điều bất chính, mà người ta vơ vét về phía người ta những cái tài sản, địa vị, tiếng thơm, tất cả đều có thể làm được. Nhưng thân ngoại mạng chung, những cái pháp đen và pháp trắng này làm việc cực kỳ chính xác và không thể chạy đi đâu cả. Và tất cả những cái phụ tùng ở thế gian này nó sẽ rơi xuống một cách tơi tả. Có nghĩa là tiền bạc, tài sản, tiếng tâm, địa vị nó rơi xuống như những cái lớp sơn cũ kỹ, không có thể bám vào trong tường nữa, và nó rớt xuống một cách thảm hại. Và cái gì chúng ta mang đi chính là pháp đen, pháp trắng ở trong tâm của chúng ta. Và nó hình thành cái gì? Nó hình thành nên một cái dòng chảy của nghiệp. Và cái dòng chảy của nghiệp này nè, trong cái sát na sinh này nè, nó mang hai cái dòng chảy này, nó chảy vào trong một cái kiếp sống mới, và nó hình thành nên một cái hình tướng mới, còn cái dòng tâm thức tiếp tục trong dòng luân hồi của chúng ta. Không thể sai khác, bởi vì đây là luật tâm linh. Và nó là pháp chân đế, nó là tuyệt đối. Quy luật ngàn đời của nó và ứng dụng cho tất cả chúng sinh trong 31 cõi, không loại trừ một cõi nào cả, đúng 31 cõi. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta hiểu rằng cái luân hồi nó có từ trong suy nghĩ của chúng ta. Và tất cả những sự ranh ma mà nó có mặt trên thế gian này để nó làm hỗn loạn, và người ta có thể thay trắng đổi đen,
Những cái hỗn loạn đó là những cái hiện tượng pháp ở trên thế gian này người ta có thể làm hỗn loạn được, nhưng chân lý về tâm linh này không thể hỗn loạn được. Đó là cái giá mà riêng ta phải trả mà thôi. Cho nên á, sư cô có kể chuyện này trong cái khi mà giảng về cái tâm tham và cái câu chuyện về thần thoại Hy Lạp, mà nói rằng khi mà Thượng Đế đó cho một cái phán quan đi xuống thế gian này để mà phán xét trong cái giờ cuối cùng của mỗi người đó, và cái giờ mà cận tử đó, thì cái vị phán quan này sẽ phán xét xem là cái người này đi xuống địa ngục hay là lên thiên đàng. Thì cái vị phán quan này có một cái cách làm việc như thế này, mà nghĩ rằng đây là cái chuyện rất là rõ ràng. Tức là khi nào mà cái người này á, sắp chết hoặc là chết, mà có thứ nhất là tan ma rất là lớn, cái thứ hai á, là người nhà hoặc là ai đến cũng khóc thương, thì cái người này đáng lên thiên đàng. Còn cái người nào mà cái tan ma ngó nó tệ quá mà không ai khóc than gì hết á, là người này xuống địa ngục. Vị phán quan này làm việc như vậy, một thời gian sau đó là trên thiên đàng cũng kiện cáo rằng là tại sao lại đưa những cái người mà nó không có thể ở được trong cái chỗ mà nó có cái phước báo và thanh sạch ở đây, bởi vì nó thuộc vào cái loại mà đổi trắng thay đen. Rồi còn ở dưới địa ngục cũng vậy, người ta nói cái người này nó không thể ở đây được, bởi vì cái chỗ này là cái chỗ bùn đen mới thích hợp nó, còn đưa bùn đen vô rớt xuống hết ở không được. Sao mà có cái sự lộn xộn như thế này? Mới là kiện lên cho tới Thượng Đế. Thượng Đế kêu phán quan lại, hỏi ông làm việc sao? Ông trả lời vậy. Thì Thượng Đế nói cách làm việc của ông không đúng rồi. Bây giờ ông phải làm thế này đây. Bây giờ ông ngồi trong cái phòng, ông chỉ thấy người ta mà người ta không thấy ông. Thì khi đó cái người mà họ lâm chung đó, cái giờ họ chết đó, thì họ sẽ ra khỏi cái thân xác của họ, do họ bắt buộc phải đi qua cái phòng tối này. Thì khi đi qua cái phòng tối đó là ông có thể nhìn rõ cái người này. Cái người này khi còn sống đó, có thể dùng quần áo, đồ đạc hàng hiệu, có thể dùng phấn son, có thể dùng thẩm mỹ viện, có thể dùng tài sản, có thể dùng miệng lưỡi, có thể dùng địa vị, có thể dùng quyền thế để làm cho mọi người hiểu theo, hiểu mình theo cái cách mà mình muốn người ta hiểu. Nhưng mà khi thân hoại mạng chung rồi đó, những cái phụ tùng nó không đem theo được, mà cái người này sẽ hiện nguyên hình ra đích thực họ là ai. Nếu họ dùng miệng lưỡi để mà họ đổi trắng thay đen, thì cái khi đó cái pháp đen này đó là cái miệng lưỡi họ sẽ bị dị dạng. Họ dùng quyền thế, quy lực để trấn áp người khác, thì họ hiện ra một cái sự tật nguyền về tâm linh của họ. Như vậy khi họ đi qua cái phòng tối này, họ hiện ra đầy đủ cái chân tướng tật nguyền hay tướng tốt của họ hiện ra. Hãy nhìn thấy tướng tốt của họ và cho họ lên thiên đàng. Nhìn thấy cái sự dị dạng của họ để đưa họ xuống địa ngục. Phán quan phải nhìn cái sự thật trong cái đời sống linh hồn của họ, chứ không phải là tất cả những phụ tùng bên ngoài. Như vậy chúng ta sẽ đi tái sanh bằng chính những cái gì có trong tâm của chúng ta. Nó tạo thành cái dòng nghiệp, nó lưu chuyển từ nhiều kiếp. Trong kiếp này nó tiếp tục một cái dòng nghiệp như vậy. Chúng ta bớt những cái quấy nhiễm của mình, những cái tánh xấu của mình nhiều chừng nào thì lợi ích cho mình lớn chừng đó. Còn nếu mình không hiểu điều này thì chính mình mua, mình tạo sắm những sự bất hạnh cho mình mà mình không biết, cứ tiếp tục mà tạo sắm. Đến khi mình hối hận thì đã muộn rồi. Có một cái người đó đó, nghe sư cô giảng pháp xong mà, thì sư cô đến một cái
một cái gia đình người ta mời tới. Thì khi đến đó thì cái chú mà đi theo đó, chú mới nói sư cô vậy, sư cô giúp giùm con đi, tại vì cái bác ở đây đó bị trường hợp thế nào thì con cũng như vậy. Thế là cái bác này bệnh đau nhức trong người dữ lắm mà chữa nó không có hết. Thì khi sư phụ tới đó, cái cánh tay của bác đó là nó dở không có lên. Thì sư phụ nói cái chuyện cánh tay dở không lên chuyện không có thành vấn đề đâu, nhưng mà bà sẽ tiếp tục bệnh như thế này nữa, bởi vì bà phá thai nhiều quá. Thì cái ông mà ông đi theo đó, ông mới nói với sư cô rằng sao sư phụ nhìn ra được, bây giờ sư cô giúp giùm con đi. Thì sư cô mới nói được rồi, chút nữa sư phụ sẽ giúp cho chú. Thì khi mà sư cô nói thì sư phụ nói là chú vừa đến chào là sư phụ thấy rồi. Thì sư phụ mới kéo ông đi lại một cái chỗ cách mọi người ra. Sư phụ hỏi tại sao phá thai nhiều vậy? Ông mới nói con biết tội lỗi của con, nhưng mà con đã đem 10 đứa vô chùa rồi. Sư phụ nói đâu phải 10 đứa đâu, bây giờ sư phụ đếm cho chú coi nha, 17 đứa tất cả. Thì ông là toát mồ hôi ra. Ông nói sự thật là con nhớ 10 đứa, còn bao nhiêu đứa nữa con không đếm hết. Là tại vì khi con trẻ đó là con thích vũ trường, và sau đó thì con sống bằng cái nghề đó, dạy người ta khiêu vũ, và đó là cái cơ hội để con sống thác loạn. Và giờ đây thì cái tuổi này con đã thấy cái hậu quả của nó rồi, mà con không ngờ rằng nó lại nhiều đến như vậy. Và người này ra đi sẽ mang theo cái gì? Ác nghiệp của sát sanh. Và chúng ta thấy rằng một cái con người nhỏ quá, non nớt quá, chưa có thể nói được một cái lời gian xin, không chỉ nói một lời phản kháng, tay chân cũng không có thể phản ứng được, tất cả đều ngồi bó lại như thế này. Thế mà làm cho nó nát ra, nó cắt từng phần ra, có khi nó nhỏ quá nó nát ra, nó như một cái dòng máu nó chảy ra, và người ta đưa xuống cống. Ác nghiệp này khi chúng ta tạo ra quá dễ, nhưng ngược lại cho mình có dễ hay không hãy suy nghĩ. Và chúng ta thấy có những cái nghĩa trang Ngài đã tiếp nhận trên 50.000 thai nhi rồi, và có những cái thai nhi đưa ra nó còn sống, người ta vẫn vất đi. Có những cái nó bị cắt từng phần. Ác nghiệp này ai tham gia người đó phải chịu. Và một ngày đó nó sẽ đi ngược lại, bởi vì vấn đề nhân quả là khi chúng ta gieo xuống cái nhân như thế nào thì bây giờ đó nó trổ cái quả như thế đó. Chúng ta ném cái banh vô trong cái vách cứng, nó sẽ phản ứng lại với tất cả cái lực mà chúng ta đã làm ra, thì nó sẽ phản ứng lại đúng cái lực như vậy. Mang đi cái gì? Khi còn ở thế gian, người ta mang theo một cái niềm hãnh diện, một cái sự thỏa mãn rằng người ta có thể chinh phục cái người nữ quá dễ dàng, người ta có thể chinh phục cái người nam quá dễ dàng, và đó làm cho cái tự ngã người ta lên. Người ta đã hãnh diện vì sắc đẹp của mình, vì khả năng ăn nói của mình, thú vị vì mình đã lừa bịp được người khác. Tất cả những cái niềm vui của quỷ vương đó chúng ta sẽ một mình tiếp nhận trở lại hết. Và xin thưa, không bao giờ tiếp nhận một lần, nó sẽ lặp đi lặp lại như cái đĩa cà lăm không biết bao nhiêu kiếp, chứ không phải là chỉ trong một cái hiện kiếp mà thôi. Rồi chúng ta sẽ học tới cái tâm hậu kiếp này để quý vị thấy nó làm việc ra sao. Khi mà chúng ta đó tẹo xuống và làm cái dòng nghiệp này nè, nó đưa đi tái sanh,
nó hình thành một cái thân xác với hệ thần kinh của nó, và nó tiếp tục trong cái đời sống này để nó lặp đi lặp lại, và nó xô đẩy chúng ta đi trong cái dòng nghiệp ra sao, thì chúng ta khi đó mới nhận ra. Cho nên những cái ác nghiệp này, người ta sẽ sinh ra với một cái hình hài mà nó phù hợp với cái tâm ác này, và người ta sẽ không dừng lại trong cái điều ác này, bởi vì cái ma lực này cực kỳ mạnh. Nó thúc đẩy. Và khi nào người ta rơi xuống cái đáy của cái sự đau khổ, đó là địa ngục trong cái từng cấp thấp nhất, chừng nào người ta ý thức thì người ta sẽ ngơi từng bước là còn không thì thật. Đó là tất cả những điều gì chúng ta phải phân biệt được với pháp thế gian và pháp thuộc về tâm. Hiện tượng pháp là cái bên ngoài, nó là cái áo, nó là cái quần, nó là cái nơ để cặp tóc, nó là đôi giày để mang, tài sản, địa vị, danh vọng, tiếng khen, niềm hãnh diện, tất cả là một cái thứ trang sức ở bên ngoài. Nhưng để tạo ra được nó, chúng ta đã tạo bằng tâm gì? Chúng ta suy nghĩ gì trong đầu? Miệng chúng ta nói cái lời gì để mà chiêu dụ người ta, để được lật lọng người ta? Hành vi đó, tất cả những cái đó làm được hết. Nhưng làm bằng tâm gì? Làm bằng tham dục, làm bằng si mê, và làm bằng cái gì? Làm bằng một cái sự thôi thúc mà nó sẽ làm cho người này đó có cái năng lực, có một cái sức mạnh mà của ma quỷ, không phải của con người. Bởi vì ma quỷ bị che tối, bởi vì ma quỷ chỉ biết có những cảm xúc tình cảm của mình thôi. Và nhất là quỷ, để thỏa mãn cho những cảm xúc tình cảm của mình thì không từ bỏ bất cứ một hành động ác nào cả. Và khi người ta hành động như vậy, đó là một cái tiềm năng để người ta có thể trở về cái thế giới mà người ta đã từng trải qua để có những cái trạng thái tâm như thế này. Cho nên luân hồi trên cái đường sống của chúng ta đó, người nào đại phước báo lắm đó, thì trên con đường rèn luyện tâm thức của mình mới đi từng bậc tam cấp được. Còn nếu không, chúng ta sẽ leo lên và chúng ta tuột xuống dưới mặt đất, rồi chúng ta lại ngoi lên. Có khi chúng ta tuột xuống không phải mặt đất mà là hố thẳm, chỉ còn sơ xuất một chút thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thiền, bởi vì muốn cho cái thiện trí chúng ta phát sạch, để chúng ta quan sát, thấy hoạt động của thân này là đối tượng để quan sát. Tất cả những gì diễn ra trong tâm của chúng ta là đối tượng để quan sát, để hiểu biết cho thật rõ ràng, để không bị nó lừa dối. Bởi vì thân này với một cái hệ thần kinh này, với cái cách ăn uống như thế này, với cái đời sống nội tâm này, nó chưa phải là của mình đâu, nó cũng không phải là chính mình đâu. Phải xem xét lại, bởi vì nó đi, nó được tạo tác bằng những cái nghiệp lực đen trắng này. Và trong đời sống nội tâm chúng ta cũng có cái này, và nơi thân xác chúng ta, chúng nó sẽ phối hợp với nhau hết sức là nhịp nhàng, bởi vì nghiệp này đẻ ra thân xác, chúng nó rất là ăn ý với nhau. Và nếu chúng ta không thấy được cái điều này, chúng ta sẽ tiếp tục đi trong con đường luân hồi đau khổ. Cho nên thiện trí phát sanh để chúng ta nhìn thấy. Và tất cả chúng ta sinh ra làm người, chúng ta đều có khả năng thiện hết, không có một ai không có. Và đừng bao giờ nói rằng người khác thiền được, tôi thiền không được, hoàn toàn không. Một điều thiện khởi lên, sở hữu niệm đã ghi nhận được, đều đã biết được tốt hay xấu, trí tuệ tâm linh con. Giống như nói, trời tối quá, nhà ta có đèn điện, có đèn pin đủ thứ, nhà mình có gì hết, thưa quý vị mình có hết.
mình không biết để đâu để xài thôi. Hoàn cảnh nào chúng ta cũng có, nếu chúng ta đem ra sử dụng. Chúng ta sinh ra làm người, chúng ta có đây. Khi chúng ta sinh làm súc sinh, không hề có cái trí tuệ này đi theo trong thân của súc sinh, nó chỉ còn cái tưởng. Có những con vật rất là thông minh nhưng nó không có cái trí tuệ này. Cho nên quý vị thấy có những cái tai nạn xảy ra mà ta phải giật mình. Cái người này nuôi con chó từ hồi nhỏ cho tới lớn, nuôi con heo này đó từ hồi nó mới sinh ra cho đến giờ 3-4 tuổi, nhưng chính nó giết mình vậy. Mình cho nó ăn mỗi ngày, nó hiền lành, nó dễ thương vậy đó. Nhưng cái lúc nào mà nó đem cái chết đến cho mình thì mình chưa biết được. Tại vì nó không có trí tuệ để phân biệt nhân quả. Nhưng giữa mình và nó có nhân quả. Hồi nhỏ mình nuôi nó khác. Bây giờ con chó này 3 tuổi, con heo này 3 tuổi. Chưa biết cái giờ nào mà nó sẽ câu thông được cái nhân quả của mình với nó trong quá khứ. Người ta nuôi một con khỉ, con vẹt, ta huấn luyện để mà coi như nó làm theo ý muốn mình, và nó rất dễ thương, nó nhớ lại tất cả mọi thứ. Nhưng chưa biết cái lúc nào mà ông chủ nằm ngủ đây á, nó sẽ lấy con dao nó cắt cổ cái ông chủ là chưa biết. Vì nó lúc cắt cổ là cái lúc mà giữa đôi bên nó nối lại những cái nghiệp của quá khứ. Và chúng ta nhớ rằng, điều này sư cô lặp đi lặp lại nhớ rằng, tất cả những cái chúng sinh nào mà gần gũi với chúng ta nhiều nhất, nơi đó là nhân quả với nhau đấy. Cha mẹ con cái nè, chồng vợ nè, bạn hữu thân thiết nè, tất cả những ai gắn bó nhiều nhất chính là nhân quả của ta. Ngày hôm nay cái nhân quả trổ ra thiện lành thì chúng ta được an lạc. Một ngày mai nó nối những cái tai họa này chúng ta chưa biết được. Nhưng có một điều mà chúng ta phải ý thức ra rằng, khi mà giữa hai bên nó đã nối bất bình nhau, không hài lòng về nhau, mâu thuẫn nhau, gây gỗ nhau, tranh chấp nhau, thì phải đề phòng. Dẫu đây là mẹ con, dẫu đây là cha con, dẫu đây là chồng vợ, dẫu đây là cái người mình tin cẩn nhất, thưa quý vị, nó chỉ có thời điểm mà thôi. Tại vì trong cái luân hồi đó, chúng ta đây không có đủ cái khả năng để mà chúng ta làm suốt dọc dài đó những cái pháp thiện. Tất cả chúng ta đây đều có thể kiểm tra những cái điều trong giáo pháp. Ở cái chỗ đó là bây giờ quý vị thử yêu cầu niệm Phật cho tâm đừng có loạn, thì quý vị sẽ thấy là nó vẫn loạn. Quý vị hành thiền chăm chú vào đề mục, nó rời đề mục rất dễ. Pháp bất thiện vẫn xen vào một cách dễ dàng, và nó ung dung có mặt ở nơi đó. Thì chúng ta đừng chờ đợi rằng cái nhân quả là mẹ con đây, nhân quả là cha con đây, nhân quả là chồng vợ đây, nhân vợ là bạn hữu đây, nhân quả là người tin cậy đây, có thể suôn sẻ suốt một kiếp sống của mình. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi một người đó có đại phước báo. Còn không, tất cả nó đều chỉ có một cái giai đoạn nào đó thôi. Nhưng mà cái trớ trêu đó, mà người ta bám vào đó, là người ta không chấp nhận giai đoạn. Không chấp nhận nó. Do gì vậy người ta đau khổ? Người ta không thoát ra được. Người ta bị những cái pháp thế gian trói là vì người ta đã kết với nhau mà. Còn hứa hẹn với nhau đó, mình kết nghĩa anh em, kết nghĩa chị em, rất là hảo hán, có khi còn cắt máu hòa chung uống để nghĩ rằng đó là mình đó là một với nhau. Thưa quý vị, chúng ta muốn là một nhưng nó luôn luôn là hai. Và khi nó luôn luôn là hai
thì nó có sự tiếp xúc qua lại. Tiếp xúc qua lại này thì quả thiện có thể phát sanh và quả bất thiện có thể phát sanh. Đó là chân lý. Khi nào chúng ta ngộ ra cái điều này thì chúng ta sẽ hiểu rằng với tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, chúng ta sống trong cái đời này cố gắng duy trì nó, vì chính nó sẽ chở che cho chúng ta. Còn khi nào chúng ta không duy trì được thì chúng ta chấp nhận tai họa. Cũng như khi chúng ta đó có một cái, có cái mũ hay cái dù để che cái đầu, có cái áo mưa để giữ được thì chúng ta có thể tránh được nước mưa. Nhưng khi nào chúng ta mở cái nón ra, mở cái dù ra, lột cái áo ra, không thể tránh được nước mưa. Thành ra chúng ta làm cho pháp thiện chúng ta phát sanh lên thì chúng ta được chở che. Khi nào chúng ta không để pháp thiện chúng ta phát sanh lên mà những cái pháp đen tối chúng ta phát sanh lên thì không có ai chở che chúng ta cả. Và những cái quả nó sẽ đến. Và càng bất an chừng nào nó càng đến chừng đó. Bởi vì sự bất an trong tâm ta là nó mở cái cánh cửa trong tâm để nó tiếp nhận tất cả những cái quả bất thiện chúng ta đã gieo xuống. Đó là một cái nguyên tắc về mặt tâm linh. Nó tự động nó sẽ mở ra và nó sẽ tiếp nhận tất cả. Đó, cho nên là chúng ta hiểu những cái điều này để trước những cái quả không có lành của chúng ta, chúng ta tập chấp nhận, chúng ta tập thích ứng, chúng ta tập thấy nó rõ hơn một chút, để chúng ta hiểu những cái điều Đức Phật dạy cho chúng ta thoát khổ là sự thật. Và khi chúng ta chấp nhận được, chúng ta có thể giảng ra được, có thể thoát được chút ít nào đó. Thì cái lúc nào chúng ta thoát được thì chúng ta biết pháp Phật là đưa đến giải thoát. Nhưng nó phải giải thoát từng phần, giải thoát từng việc. Và cái kinh nghiệm giải thoát này nó sẽ càng ngày nó càng tích lũy lớn hơn, để cho đến khi mà không có cái việc gì mà làm chúng ta có thể kết lại thành cái chỗ đau khổ cả, thì chừng đó chúng ta mới giải thoát hoàn toàn. Còn bây giờ chúng ta giải thoát từng sát na, từng sự việc, từng sự vụ, từng thời điểm chúng ta thoát ra. Và nếu không có sự hiểu biết thì chúng ta làm sao thoát ra được? Bởi vì trong cái suy nghĩ mình nó định hình một cái chiều hướng như thế này rồi, bây giờ để có một cái chiều hướng khác mình khó tiếp nhận lắm. Bởi vì giữa mình nó là đúng, giữa mình nó là đẹp, nhưng nó không đi đúng cái chân lý tâm linh. Và vì vậy mình cứ đi con đường lệch đâu hoài. Và bao giờ mình thấy ra mình đã lệch rồi thì chừng đó mình có sự vươn lên về mặt tâm thức. Và cái này sư cô cũng nói nhiều lần, vì hôm nay có người mới, người thân mình chết rồi đừng có ủ trong nhà của mình. Ai đạo Thiên Chúa thì đem đến nhà thờ, ai có đạo Phật thì đem đến chùa. Bởi vì những cái vong linh đó cần phải có phước vào đó để mà công quả trong chùa, để mà tụng kinh trong chùa cho an lạc, để mà nghe thuyết pháp mà hiểu ra, để có thể bỏ những cái gì mình sai, thì cái đó là siêu thoát. Còn khi nào chưa thấy mình sai, chưa chấp nhận bỏ thì chưa có siêu thoát được. Quý vị xem những cái tài liệu về luân hồi hoặc ngoại cảm, quý vị thấy đúng như trong cái kinh Phật. Một cái người lính trong chiến tranh được cái cấp chỉ huy mình đó giao là bây giờ ở cái khu vực này đó là hai anh phải trấn giữ ở đây, là bởi vì nơi đây á là có những cái tài liệu quan trọng và có cả kho vũ khí.
thì nơi khu rừng này phải trấn giữ này, chừng nào có cái lệnh đưa xuống mới được rời khỏi nơi đây. Thì chiến tranh nó đâu có ngừng lại chỗ nào. Cái hai người lính này bị chết trong cái khu rừng đó, mà tan cái cuộc chiến rồi, trận chiến đã đi qua rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, hai người lính này còn ở đây là bởi vì người ta không quên được, là người ta có cái trách nhiệm phải giữ những cái tài liệu, cái kho súng ở đây. Mặc dầu đó thân xác không còn nữa, người ta không dám rời cái vị trí. Người ta chỉ rời vị trí khi nào có người, một là cái người đã từng ra lệnh đó đứng đó nói rõ ràng chiến tranh đã đi qua, tất cả đã giải quyết xong, nhiệm vụ của anh em không còn gì hết, bây giờ tôi nhân danh là cái gì đó, tôi xin giải thể tất cả những cái nhiệm vụ này và mỗi người có thể về nhà mình, mỗi người có thể đó là đi đến cái chỗ nào tốt đẹp nhất của mình là tôi đến, thì người ta ra đi được, còn không người ta sẽ dướng đó. Một cái tai nạn xảy ra bởi vì người ta, đây là trên đường về nhà, đây là trên đường đi tới cơ quan, đây là trên đường đi tới mua sắm gì đó, đây là trên đường đi chơi. Bây giờ người ta bị một cái gì đó nó giáng xuống một cái và người ta ách tắc ở đây. Và nó giống như là bây giờ người ta bị đè cái chỗ đó và không rời khỏi chỗ đó được. Ở ngoài đó. Cho nên phải có người đến và giải ra. Người ta không còn cái này. Cho nên chính những cái ác nghiệp mà làm đó thành cái ấn tượng sâu đây trong sở hữu tưởng. Nó là cái vết hằn, những cái vết hằn đó. Tại sao mình chém người ta đó, đứt lìa cái phần thân thể, mà bây giờ tái sanh là mình không có cái khúc chân đó, mình không có cái khúc tay đó, mình chỉ có cái cùi tới đây thôi. Bởi vì những cái sự mất mát đó mình đã tạo ra và mình thấy rõ, không thể phần. Và như vậy dòng nghiệp này đã đổ vào trong lúc này xuống, cho nên phải thiếu. Cho nên các căn thiếu là do ác nghiệp mình đã tạo ra, và không phải cái này là do cha mẹ, không phải do chồng, không phải do vợ, hoàn toàn không phải, do nghiệp của chính người. Và người đó khi làm ác nghiệp không bao giờ muốn mình là nạn nhân, nhưng cái mình tạo tác ra thấy rõ, biết rõ đó, khi nó trổ sanh thì chính những cái này nó sẽ hình thành ra một cái hình thái như vậy. Vì nó nằm trong sở hữu tưởng, nó nằm trong cái dòng nghiệp, và đây là cái nghiệp cực mạnh của nó sẽ đủ để tạo tác khi mà nó hình thành một cái sắc pháp mới. Đó là những cái nguyên tắc về tâm linh trên con đường luân hồi mà chúng ta phải biết, để tự bản thân của chúng ta đó nhớ rằng hả, mình tạo cái điều gì đó mình hưởng cái đó, mình gieo cái đau khổ cho người ta, bây giờ người ta đau khổ thấy rõ đó, vừa ý đó, nhưng nhớ rằng mình sẽ hưởng cái điều này. Không có ai hưởng đâu. Người ta mà sở dĩ đó mình đối xử với người ta mà ta phải chịu tật nguyền như vậy, người ta phải chịu đau khổ suốt đời như vậy đó, bởi vì người ta đang gieo cái nhân đúng y như mình đang gieo. Vì người ta gieo xuống như vậy, giờ này người ta gặp bờ, người ta phải gặp cái quả này. Vì người ta gặp cái người có cái tâm giống y như người ta, cái lúc mà người ta gieo ác nghiệp đó, gặp đúng y như vậy. Và khi mình không biết thì mình chỉ thấy một cái nguyên nhân trực tiếp mà không thấy nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân trực tiếp là cái người nào gieo đau khổ cho mình, nguyên nhân trực tiếp là người nào đã làm cho mình tật nguyền, mình oán hận cái điều đó. Thưa quý vị không, người này có cái tâm giống mình lúc gieo cái ác nghiệp đó. Còn cái mà mình đã từng gieo trong cái dòng nghiệp luân hồi của mình đó, mình đã tạo tác y như vậy, quên rồi. Và cái nguyên nhân sâu xa mình tạo trên đường luân hồi đó,
cho tới giờ này nó mới câu thông được với một cái người này nè. Nó có cái tâm y như vậy để mình nhận cái quả này. Và người này có thể hiện diện ra là trong máu thịt của mình, cốt nhục của mình, hoặc cái người bạn đời của mình, hoặc ngay con chó thân yêu của mình, con gì mà nuôi, con vật cưng của mình, nó sẽ hiện. Đó là những cái chúng ta phải thấu hiểu. Để tại sao đó là khi mà nói rằng đã sám hối thì chúng ta thấy mình không có gì để sám hối hết, đâu có làm gì sai để sám hối. Nhưng nhìn cái quả mình đón nhận đó, mình phải biết mình sám hối. Mình gieo trong cái dòng mình đâu nhớ. Có sám hối mới nguyện mới cắt được, còn không sám hối, không nguyện, không cắt được. Chúng ta đã nói cái phần đó, là các cái nhân trong cái tâm của chúng ta. Nó có nhân thiện và nhân bất thiện. Nó rất là dễ nhớ. Bất thiện là tham, sân và si. Mà thiện là không có tham, không có sân, không có si. Và có những cái nhân nó gọi là vô nhân. Tức là nó không có một cái nhân tương ưng. Bởi vì đó, nó là cái quả không có nhân. Nó không có nhân, cũng như cái trái nó không có hộp thôi. Nhưng mà gốc rễ nó vẫn có. Nó không có rễ, không có cái cây, làm sao ra cái trái? Thành ra có những trái có hạt, những trái không có hạt. Nhưng mà những trái không có hạt, nếu đây là trái ngọt thì nó ngọt, mà đây là trái chua nó có chua. Mà cái cây nó có hạt thì nó có chua, nó cũng ra chua, mà cái hạt nó ở trong trái ngọt nó vẫn là ngọt. Thành ra không nhân hay là có nhân thì cái chuyện đó nó không có làm thay đổi được cái bản chất. Nhưng nó khác nhau ở chỗ là những cái trái mà nó có nhân á, là nó có cái tiềm năng á, là tạo tác nữa. Còn cái này đó, nó đóng một cái vai trò là nó xuất hiện để nó tiếp nhận và nó làm cái công việc chuyển giao của nó thôi. Chúng ta sẽ học kỹ trong cái phần này. Bây giờ chúng ta nói cái môn. Môn là cái cửa ra vào của tâm. Bây giờ chúng ta tới cái phần gọi là cái phần cảnh. Thì đây, môn và cảnh này. Thì như nhiều lần đó, chúng ta đã nắm thế này. Chúng ta không biết tâm của chúng ta ở đâu. Nhưng mà khi mắt chúng ta đó thấy bất cứ cái cảnh vật nào mà trong tâm chúng ta có thể khởi lên là chúng ta biết cái cảnh đó. Và chúng ta liền có cái cảm xúc là những cái cảnh này đó chúng ta vui hay buồn, cảnh này chúng ta vừa ý hay không vừa ý, thì những cái hoạt động này đó nó nằm ở chỗ đây. Nó nằm ở chỗ đây là các căn của chúng ta. Thì những cái căn này đó nó sẽ có cái cửa của nó, tức là nó có cái môn, nó có cái cửa nó mở ra để nó tiếp nhận tất cả những cảnh tương ưng của nó. Mắt thì thấy cảnh sắc, tai thì nghe cảnh thanh, mũi thì nghe cảnh khí, lưỡi thì nghe cảnh vị, và thân thì tiếp xúc với lại cảnh xúc. Cảnh xúc gồm có ba. Đất, gió, lửa. Đất là cứng, mềm. Gió là chuyển động hoặc đứng im. Lửa là nhiệt độ, nóng hoặc lạnh. Đó là cảm xúc. Thì như vậy chúng ta thấy này, căn này khi mở cửa ra hoạt động là môn. Khi mà mở cửa ra rồi thì những cái sắc thần kinh này cũng như cái con đường mà để cái tâm nó hoạt động trên cái sắc thần kinh thì nó sẽ trở thành vật. Và đây ở bên ngoài, cái đối tượng của các căn này chính là cảnh. Hôm nay chúng ta học cái phần cảnh đây. Cảnh đây.
cảnh là cái đối tượng mà tâm có thể biết được, tâm có thể nhận thức được, tâm có thể thâu tóm nó được, thì nó gọi là cảnh, cảnh của tâm. Thì cái đối tượng hay là cái cảnh đó thì nó có ở hai cái trạng thái. Một cái trạng thái mà nó không có một cái liên hệ, không có tác dụng đó. Thí dụ như bây giờ mình nói cái bông này đó là cái cảnh đây. Và cái cảnh này là cảnh của mắt, tức là mắt mình có thể thấy được. Thì nó vẫn hiện diện ở đây. Nhưng mà khi nào ở nơi đây á, mọi người có mặt thì mọi người mới thấy nó. Còn nếu không có mặt thì đâu có thấy nó. Phải vậy không? Thì đây là cái cảnh. Nhưng mà khi cái cảnh này nè, mà nó lọt vào trong cái tầm ngắm của mình á, thì cái tên của nó là cảnh trần, hay còn gọi là trần cảnh. Tức là cái cảnh thuộc về hiện tượng pháp, cái cảnh ở thế gian pháp, nó gọi là trần cảnh, hay là cảnh trần thì cũng được hết. Thì vậy á, một mình nó là cảnh. Mà khi á, cái căn nó tiếp xúc với cả trần, và khi nó mở cửa ra thì đây là cái môn, nó sẽ tiếp xúc với cảnh trần. Căn đây, đây là cảnh này. Tất cả như này nó ở trong cái thế thụ động. Cảnh đây là hoa, căn đây là mắt. Nếu mà hai bên nó không có tiếp xúc với nhau thì mắt là mắt mà hoa là hoa. Thì vậy đây là căn mắt, đây là cảnh hoa, nó dính với nhau hết. Nhưng mà khi căn và cảnh này, căn này nó mở cửa ra thì nó sẽ trở thành môn. Thì cái môn này đó, nó sẽ tiếp xúc với cái cảnh mà người ta gọi là cảnh trần, hay còn gọi là trần cảnh. Tiếp xúc đây, nó bắt đầu nó tiếp xúc, đi con đường hai chiều. Đây phát sinh xúc, là có sự tiếp nhận, có sự đụng chạm, có sự giao lưu, thì đó là tiếp xúc. Và nó tiếp xúc đúng mức cho phép. Thì cái khi đó nó bắt đầu nó hoạt động. Thì vậy đó, cái môn này đó, cái khi đó nó sẽ là vật. Như vậy đó, cái hoạt động này á, nó chính là cái thức nó đang phát sinh. Thức đây, quả thức thiện, năm cái quả thức bất thiện. Nếu nhãn thì sẽ có nhãn thức ở đây. Nhãn thức này có thiện và bất thiện. Đây nó hoạt động, nó đang hoạt động rồi. Thì cái vật này đó chính là sắc thần kinh. Như vậy thức nó sẽ hoạt động trên sắc thần kinh này. Đây là con đường đi của nó phối hợp trong đó. Và chúng ta sẽ thấy một sự nhịp nhàng gì? Cái khi cái dòng nghiệp của mình á, nó hình thành một cái tâm quả để đưa lên tái sanh, thì nghiệp, dòng nghiệp này nó sẽ tạo ra sắc pháp, đặc biệt là sắc thần kinh. Thì giờ này khi nó hoạt động á, nó sẽ đi trên cái sắc thần kinh. Giống như bây giờ mình tạo nên cái đường ray xe lửa, thì bây giờ cái xe lửa nó chạy đúng vào trong cái đường ray đó, nó không chạy lệch ra ngoài đó. Và như vậy cái chất liệu mà để làm nên cái đường ray xe lửa này như thế nào, nó sẽ thích ứng cho cái cả một cái xe lửa đi trên cái đường ray. Cho nên á, cái sắc thần kinh nó làm cho có cái sự nhạy cảm ở mắt, cái sự thính ở tai, thính ở mũi, nhạy ở lưỡi, nhạy ở thân. Nhảy đi gì? Để tiếp ứng cho nhanh. Thì như vậy khi cái điều thiện và cái điều không thiện mà chúng ta tiếp nhận vào đó, thì nó phải có một cái phần phù hợp với sắc thần kinh.
Cho nên quý vị thấy hai đứa trẻ nó chơi chung với nhau nha. Nhưng mà có đứa nó lụm tàn thuốc để nó bập bập. Khi nói rằng dơ lắm rồi nó không thấy được thì nó kiếm cái tờ giấy nó quấn hoặc cái lá nó quấn nó bập bập. Còn cái đứa khác đứng ngó. Cái đứa đứng ngó là cái đứa nó không có cái chủng tử đâu. Còn cái đứa mà nó lụm tàn thuốc rồi nó quấn cái giấy hay cái lá là nó có cái chủng tử đâu. Vậy vì vậy con mắt nó trông thấy liền nó thích hợp với cái gì và không thích hợp với cái gì. Hai anh em mà nó đi qua một cái vũng nước đó, thì cái thằng anh nó víu cái giò lại, nó nhất định nó không đi mặc dù nó mang về. Còn cái thằng em thì sẵn sàng lột hết, thấy không? Và kể khỏi cần biết quần áo là gì, ta lội qua lội lại cực kỳ thú vị. Và trên thế gian này dục lạc rất là nhiều, nhưng mà có nhiều người đó ngụp lặng trong cái dục lạc tâm tối nhất đầy thú vị. Và có những người không thể nào chấp nhận những cái loại dục lạc như thế, có những người ngụp lặng trong đó suốt đời chuối xuống chỗ đó, bởi vì nó có rồi và nó thích hợp như thế, hệ thần kinh này nó tạo ra nó thích hợp. Cho nên khi nói là cái sắc vật thực á, nó cũng ảnh hưởng trong vấn đề mà nó làm cái tâm á. Vì vậy mà chúng ta có thể cải tiến được một phần nào trong cái vấn đề sắc thần kinh này đó nhờ cách ăn uống của mình. Và ta cũng có thể làm tăng nó nhờ cái ăn uống này. Cho nên quý vị thấy khi người ta ngụp lặng trong cái thú vui mà thấp kém nhất là cái tình dục đó, thì người ta đã dùng thuốc kích dục để nó tăng cái sắc thần kinh mà thuộc về dục lạc thể chất này tăng lên. Và như vậy khi nó tăng lên quá mức, nó sẽ in hình trong cái dòng nghiệp xấu này, để khi tái sanh nó sẽ sanh ra trong cái sắc thần kinh đó, trong cái cơ thể nó thích ứng. Cho nên khi người ta đó tập hợp những người làm mại dâm lại đó, người ta làm một cái thống kê thì người ta thấy có người nói rằng đó không thể hoàn lương được, vì người ta cần thiết phải sống một cái đời sống như thế, vì nó thích ứng mà, vì nó đã tạo tác như vậy. Cho nên cái ăn cái uống của mình, mình có thể làm cho cái thân thể của mình nhẹ nhàng một chút, những cái thần kinh của mình đó, nó được tốt tươi hơn một chút, thì nó sẽ trợ duyên cho những cái suy nghĩ lành của chúng ta, bởi vì nó sẽ áp lên trên cái chỗ đó. Thích hợp hay không thích hợp, lâu dài hay không lâu dài. Có những người đó làm cái điều tốt nhưng không thể lâu dài, có những người làm điều tốt có thể lâu dài, có những người làm điều xấu lâu dài chừng nào tốt chừng đó, còn có những người lỡ phạm điều xấu rồi chịu không được đi ra. Do đây cho nên cái chỗ này nó gọi là vật, thì thức tâm của chúng ta đó, những cái hoạt động đó, nó sẽ đi lên cái sắc thần kinh, đi lên cái đường ray xe lửa này. Và khi mà cái thức này nó phát sanh lên thì nó sẽ có hai phần, một là nó thiện, hai là nó bất thiện. Dạ, nó sẽ đi trên cái con đường của cảm thọ, của tưởng, của tư, nó hình thành cả một cái chuỗi hoạt động về mặt tâm thức. Và khi nó khởi lên như vậy đó, những người mà đã từng hưởng những cái dục lạc xấu này thì nó sẽ cảm thấy thích ứng. Những người mà từng hưởng được những cái cảm xúc nhẹ nhàng thanh sạch, nó sẽ thích ứng ở đây. Cũng như con trâu, nó thấy một cái vũng nước mà đầy bùn thì nó thích, vì nó vùi trong bùn nó cảm thấy dễ chịu. Chúng ta có thể hình dung được một hoàng hậu
được vua sủng ái cực kỳ, thì thân hoại mạng chung lại sanh ra làm con bộ hung cái và nằm trong cái đống phân đó. Một hoàng hậu thì chúng ta thấy là cái phước đó, là cái gì cũng sạch đẹp hết. Nhưng bây giờ thân hoại mạng chung cái là sanh ra làm con bộ hung, ở trong cái đống phân đó và kéo nó không ra, nắm ra được rồi nó vô cái đống phân đó vì nó thích ứng đó. Nó vui mình, nó ngụp lặng trong cái sự thọ hưởng, bởi vì nó thích ứng nghiệp của nó. Cho nên khi tái sanh, nó tái sanh làm con bọ hung. Và nơi đó có một con bọ hung đực, và chúng nó khắng khích với nhau để nó thọ hưởng trong cái đống phân này. Cho nên dục lạc thế gian này, người ta vẫn có đôi, có cặp, và người ta vẫn có bè, có nhóm với nhau để mà nó cùng làm và nó cùng hưởng trong những cái dục lạc tâm tối này. Nó kết với nhau, nó gắn bó với nhau chứ. Người nào mà cái phước lớn thì thấy điều xấu không dám tham gia. Nhưng mà người nào á mà cái phần đen tối này nó mạnh á, thấy điều xấu nó bị kích thích và nó muốn tham gia. Khởi đầu đó, giữa cái phần thiện và bất thiện của nó đang xen nhau như thế này, cho nên nó nói thế này: đây là cái điều không tốt đâu, nhưng mà thử cho biết. Khi mà nó nói điều này xấu thì đó là cái phần trắng của nó nói. Khi mà nó nói thử cho biết là cái phần đen của nó. Và cuối cùng nó thử cho biết là nó đi theo cái phần đen. Thành ra cái ánh sáng về mặt trí tuệ của nó có lóe lên nhưng mà rồi tắt, nó không có mạnh. Cho nên tại sao mình phải luyện trí văn, trí tư và trí tu? Là để cho nó mạnh. Cái khi nó lóe lên vậy, nó thấy rồi là nó rụt lùi, nó không nha. Còn không nó lóe lên rồi nó vẫn cứ làm. À, nó làm rồi đó, nó còn làm thêm cái ác nghiệp nữa. Làm rồi thì lấp liếm lại và làm cho cái người khác phải lãnh cái hậu quả này. Gieo cái ác nghiệp rồi nhưng mà để cho người khác giết người ta, nhưng đã đến cái chỗ người ta đóng bàn ghế đó, thấy cái ông thợ mộc này ông có một cái con dao rất là bén, để ý rồi, có cái đục nữa, rất là bén. Thành ra khi mà tạo cái ác nghiệp á, thì đem lại ăn cắp đúng cái món đó thôi. Và sau khi giết người ta xong rồi đó ha, thì đem chính cái đục đó và cái con dao đó bỏ ngay cái hiện trường của cái ông thợ mộc đó. Thì quý vị thấy là ác đã chồng thêm cái ác, bởi vì người ta toan tính để người ta có thể là coi như là đổi đen thành trắng. Nó chồng chất lên đó. Chồng lên, nó không có giảm được. Do đó mà mình hiểu được cái điều này không phải để mình hiểu người khác. Mình hiểu rằng cái hoạt động trong tâm của mình nó có hai cái phần này. Mình không cảnh giác thì nó dẫn mình đi thôi. Còn mình có cảnh giác thì mình còn phòng ngừa nó được. Còn thông thường đó, khi nói những cái điều sai trái, chúng ta loại trừ mình ra. Chúng ta nghĩ mình không đến đổi tệ vậy đâu. Nhưng mà khi nào cái này nó nổi lên đó, rồi mới nói không biết tại sao lúc đó tệ quá cũng không hiểu, chứ tôi bản chất tôi không có vậy. Thưa quý vị, bản chất tôi có hai thứ. Có thứ tốt và có thứ không tốt đây. Mà lúc đó tôi xài lộn. Mà không phải tôi lộn, mà bởi vì tôi muốn vậy, nhưng mà tôi che chở tôi, cho nên tôi nói lộn cho nó đỡ tội. Chứ tôi chọn rồi. Hồi nãy có Phật tử đề nghị sư cô đó là giảng lại cái phần mà về cái quả nó trổ xanh đó, để cho mọi người có thể hiểu được kỹ hơn một chút. Thì bây giờ đây là cái người A, đây là người B. Khi người ta nói vậy, ta hỏi cái nhân quả, ta nói vậy. Bây giờ cái người A này đó là giết cái người B, giết chết cái người B. Thì bây giờ khi mà tái sanh lại đó,
Người B này đó sẽ giết lại cái người A. Như vậy là công bằng, có phải hay không? Thì thưa quý vị, không phải. Cái người A này mà giết chết cái người B này đó thì gieo cái nghiệp sát. Cái người B này giết chết người A là gieo cái nghiệp sát. Cả hai đều phạm vào cái nghiệp sát, chứ không có công bằng gì trong chỗ này ha. Thấy rõ chưa? Bây giờ mình nói đến cái quả nghiệp khi nó trổ sanh. Cái người A này, người thứ nhất này, A này đó, khi mà giết cái người B thì giết bằng tâm sân. Tâm sân nó có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất á, nó là sân. Cái cấp độ thứ hai khi nó đưa lên á, nó gọi là sân độc. Và cấp độ thứ ba nó là sân ác. Như vậy người này đó giết hại người kia bằng sân ác, tâm sân ác. Cái người B này đó giết người A này cũng bằng cái sân ác. Cả hai đều tạo cái ác nghiệp đó. Và ta nói rằng đây là huề, không có vấn đề gì nào gì cả. Thì sư cô xin giải thích cái chỗ này thế này. Cả hai đều làm với cái tâm sân ác. Bây giờ chúng ta nói quan hệ cá nhân, rồi chúng ta nói quan hệ nhân quả. Quan hệ cá nhân thì khi người A giết người B thì cái hận thù nó phát sanh lên cho người A, người B này. Người B này khi chết có thể không quên cái hận thù này mà tìm mọi cách để mà sát hại trở lại. Người này có thể tái sanh làm con chuột, cũng có thể cắn chết người này. Làm con rắn cũng có thể cắn chết người này. Hoặc là cái người này đó có thể cũng tái sanh làm người để mà có cái cơ hội mà giết cái người này. Thì cái đó là một cái quan hệ mang tính chất cá nhân. Quan hệ cá nhân này đó nó có thể xảy ra và có thể không xảy ra. Có những cái người, người ta sẽ đeo đẳng cái hận thù đó và người ta sẽ không có nói một lần. Ngay như quý vị nghe người ta nói nè, bây giờ nó đã đối xử tôi như vậy đó, thì gặp đâu đánh đó, gặp đâu giết đó. Thì cái đó là giữa cá nhân với nhau đó, là nó không nhả ra trong cái quan trái này. Nó không nhả ra mà nó kết lại trong nhiều đời nhiều kiếp. Và nó cứ thế mà nó riêng với nhau. Nhưng đó là cá nhân. Chuyện này nhẹ lắm, vì có thể giải quyết cái vấn đề cá nhân này được. Nhưng mà cái luật và nhân quả đó không có thương lượng được, không có giải quyết mâu thuẫn giữa đôi bên được. Bởi vì nó đi bằng luật tâm linh, nó không đi bằng mối quan hệ cá nhân và cá nhân. Chuyện này nó mới là một cái khía cạnh nhỏ của vấn đề nhân quả. Mà cái khía cạnh chính yếu của nhân quả là vấn đề tâm. Bây giờ người A này giết cái người B bằng tâm sân ác. A này nó có sân ác, B này sau đó nó cũng có tâm sân ác. Trong cái luân hồi đó thì cái tâm này nè, nó sẽ đi với cái cảnh. Mình ở trong cái cảnh giới nào, mình sinh ra trong cái cõi nào, thì những chúng sinh ở trong cái cảnh, cái cõi đó nó phải có cái cộng nghiệp với nhau. Mình sinh ra trong cái gia đình này, dẫu cho về cái mặt phẩm chất có thể khác nhau, như là đối nghịch đi, vẫn có cộng nghiệp. Mình sinh ra trong cái xã hội này, mình có cái cộng nghiệp. Mình sinh ra là công dân trong đất nước này, mình có cộng nghiệp. Mình sinh ra là người trong cõi dục với nhau, có cộng nghiệp. Mà nhiều lần sư cô nói thế này, đây là chúng ta sanh ra trong cõi người. Trên này chúng ta có cõi chư thiên, và dưới thấp này chúng ta có bốn cõi khổ. Chúng ta bỏ địa ngục ra, vì địa ngục khó mà thoát ra được lắm.
còn lại ba cõi. Thì khi chúng ta làm người đó, cái nhân quả nó xảy ra giữa người với người, nhưng nó còn xảy ra ở ba cõi này với người hiện đang sống. Cho nên là ma có thể ám vào, quỷ có thể ám vào, Atula dạ xoa có thể sát hại được. Ba cõi này chúng ta không thấy nhưng người ta thấy, và đang vẫn đuổi theo nằm đây. Sự tốt đẹp trong cái mối quan hệ giữa chư thiên và loài người, nó có cái phước báu là chư thiên không làm điều ác, cho nên là nhân quả giữa con người và chư thiên vẫn có. Cái khi chúng ta lâm nguy, chư thiên hộ trì cho chúng ta. Và đừng tưởng rằng nhân quả chỉ trổ ra giữa người với người, mà nhân quả có thể trổ ra trong cõi ma, quỷ, Atula với con người, súc sanh với con người, vân vân. Ba cõi này đều có thể nối kết lên được hết, không phải không có. Như vậy chúng ta sẽ thấy nó đi như thế nào đây. Thì khi như vậy đó, những cái người mà cái phần đen của người ta nhiều đó, người ta sẽ thái sanh trong cái gia đình, trong cái cộng đồng xã hội, trong cái cõi mà nơi đó những cái chúng sinh đó là thiếu phước sẽ ở chung với nhau. Và khi ở chung với nhau rồi đó, thì do cái sự tâm tối này mà người ta sẽ ứng xử với nhau. Như vậy cái sân ác này nó sẽ ứng xử với sân ác, hiểu không? Còn cái này mối quan hệ cá nhân giữa A và B. Cho nên sau khi mà A đã giết B và B đã thanh toán A rồi đó, chuyện đó có thể tiếp tục, có thể không tiếp tục, nhưng mà cái sân ác này nó vẫn tiếp tục đây. Nó vẫn tiếp tục để nó ở trong cái gì? Trong cái cõi xấu ác. Và nơi đó đó, thì những chúng sinh mà nó có cái tâm độc và ác này nè, nó phải sống chung với nhau để đó mà nó tiếp nhận cái sự hành xử A này nè. Nó không phải chỉ riêng tiếp nhận với B, mà nó sẽ tiếp nhận cả một cái cộng đồng trong cái cõi này đây. Cho nên cái này đó mình dễ thấy đó. Bây giờ có người nói này, bây giờ mình làm cái việc này đó, bất quá tử hình là cùng, đâu có gì đâu. Nhưng mà trước khi tử hình á, thì người ta phải nhốt vào trong cái khám của người tử tội. Và khi mà ở trong cái khám của cái người tử tội đó, thì những người này nè, 90%, sư cô nói 90%, bởi vì có những người bị án quan, có những người gì vô tình mà nó bị những cái việc làm. Thí dụ bây giờ mình thấy cái con gì nó đang phá đó, mình phan nó, nhưng mà lại được cái người đó đi ngang, nó trúng cái chết queo rồi, nó đâu có, mình đâu có phan cái người đi ngang, nhưng mà lo mình phan cái đối tượng kia mà vì không thấy cho nên nó chết. Thì có những người đó họ cũng ở trong cái chỗ mà cái khám tử tội, thành ra mình nói 90% thôi. Thì khi mà họ vào đây đó, thì họ gặp nhau ở cái tâm sân độc và sân ác, thì tất cả họ không thể ứng xử tốt. Để cái sinh tồn của họ thì cái chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên trong đó mới có đại bàng. Rồi khi thức ăn ở ngoài đem đưa vào, phải nộp, phải triều cống, mà phải quỳ xuống để triều cống. Còn không thì nó rất là nhiều cái để mà nó hành hạ. Cho nên cái người cai ngục nó lại không có hành hạ cái người phạm nhân, mà chính phạm nhân hành hạ phạm nhân mới là cái điều khủng khiếp nhất trong cái chốn lao tù. Và như vậy người ta tái sanh thì người ta cũng sẽ tái sanh vào trong cái nơi nào mà nơi đó có những người có cái tâm sân độc và sân ác này, để người ta mới hành hạ lẫn nhau. Và cái này đó nó không giúp. Cái này mới là cái khủng khiếp nhất của nhân quả. Vấn đề cá nhân không phải là điều khủng khiếp nhất. Đó là cái vấn đề cá nhân, nó là một cái vấn đề mà nó sẽ đeo đẳng, nó làm cho cái tâm trí mình bất an nhất, nhưng không khủng khiếp nhất. Khủng khiếp nhất là chúng ta đã hành xử bằng cái tâm gì thì chúng ta sẽ ở với những người có tâm như thế, để cái việc nó mới xảy ra. Chứ còn nếu không nó không xảy ra được. Một cái người mà gieo cái ác nghiệp đó, làm sao ở với cái người thiện được? Không ở với người thiện được.
Hỏi người thiện nhân quả chưa trổ xanh. Người này sở dĩ được ở với người thiện là bởi vì nhân quả chưa đến lúc trổ xanh. Mà nhân quả đến lúc trổ xanh thì nó sẽ chuyển cảnh, nó chuyển cho phù hợp. Bởi vì mình nói là đồng thanh tương ứng thì đồng khí tương cầu. Ngu tầm ngu, mã tầm ngã là bởi vì nó có cái khả năng nó sẽ kết hợp với nhau, nó chung một cái cộng nghiệp với nhau để mà nó mới có thể tạo ra, để cho cái chúng sinh này nè phải nhận lãnh chính những cái gì mà do tâm mình tạo ra. Thì cái chúng sinh khác và cộng đồng chúng sinh khác nó hành xử bằng cái tâm đó là chủ yếu. Cho nên xét là xét cái tâm. Tâm chúng ta gieo xuống cái hạt giống gì thì chúng ta nhớ rằng cái hạt giống đó chúng ta phải nhận đương nhiên. Nhưng chúng ta còn nhận những cái hạt giống nơi cái người mà có cái tâm như chúng ta đây. Cho nên khi mình làm một cái điều lành, mình làm tốt cho một người thôi, hai người thôi, hoặc là trong cái cộng đồng đó thôi, nó không bao nhiêu. Nhưng mà khi cái quả của nó trổ xanh đó, thì chúng ta có cả một cái thế giới của loài người và cái thế giới của chư thiên, mà lại là có cái tâm lành này nè, là coi như nó hiệp cùng lại một cái thế giới an lành cho chúng ta. Cho nên làm cái điều lành đó thì cái phước báo của chúng ta rộng lớn. Nhưng mà tiếc thay đó, mình cứ nhầm lẫn hoài. Ai cũng muốn được hưởng phước hết, nhưng mà để chọn cái điều tốt, điều lành làm á, thì có nhiều khi đó là chúng ta lệch chút xíu. Và chính cái lệch đó nó rơi vào cái tâm đen này mà chúng ta không biết. Và khi như vậy đó thì nó sẽ tiếp tục, nó nhận những cái quả nó. Thì có khi mình không hiểu, mình lại phản ứng xấu, phản ứng bằng cách ăn miếng trả miếng. Trên cái đạo Phật dạy chúng ta đó, không có ăn miếng trả miếng. Thì nhiều người ta không chịu được, người ta nói vậy là ngu quá, vậy là hèn quá, vậy là coi như chịu nhục quá. Thưa quý vị, chúng ta đó dùng cái phần đen này để kết như phần đen, thì nguyên lý về tâm linh đây là tai họa. Cho nên chúng ta phải dùng cái sự sáng suốt để ứng xử với nó. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã lỡ gieo xuống cái nhân xấu ác rồi, đừng gieo nữa. Cho nên á, là cái người gặt quả nó sẽ hết đau khổ, nhưng cái người gieo nhân xuống nó sẽ nhận cái quả. Cho nên bây giờ đây nè, chúng ta gặp nhiều cái sự bất hạnh trong cái đời sống, nhưng nếu chúng ta hiểu rằng cái nhân này mình đã gieo xuống rồi, bây giờ mình đổ thừa cho cái người trực tiếp là không được. Cho nên trong nhân nó có hai nhân. Nó có một cái nhân trực tiếp, nó gọi là nhân gần. Nó có một cái nhân gọi là nhân gián tiếp. Nhưng nó lại là cái nhân xa. Nhưng mà chính cái nhân gián tiếp và cái nhân xa này đây nè, nó mới đích thực là cái gốc rễ của nó. Còn cái này nó trực tiếp mà nó gần, bởi vì nó được điều động bởi cái nhân sâu xa này đây. Thí dụ như bây giờ mình nói thế này, bây giờ hai người này đó là chồng vợ, hoặc là mẹ con, hoặc là cha con, mà bây giờ cái chồng đem khổ lên vợ, mẹ đem khổ lên con, cha đem khổ lên con. Mình sẽ nói vậy: vô phước có người chồng như vậy, vô phước có người mẹ như vậy, vô phước có người cha như vậy. Và có thể không nhìn mặt cha, không nhìn mặt mẹ, có thể ly dị chồng. Hoặc là không được cái này thì sống chung mà oán hận suốt đời suốt kiếp. Vì chúng ta thấy cái nhân gần, chúng ta thấy cái nhân trực tiếp nó đang tác động hàng ngày đây. Rõ ràng như vậy, không có sai trái được. Nhưng tất cả những cái điều này nó do cái nhân gián tiếp về cái nhân xa. Cho nên khi mà mình bị những cái cảnh mà cái người cốt nhục của mình nó đem lại cho mình sự bất hạnh, cái người bạn đời mà mình đã chọn lựa đây đem lại cho mình sự bất hạnh, tâm lý của chúng ta
là thấy người này là nguyên nhân cái đau khổ của mình, là chúng ta thấy nguyên nhân trực tiếp và thấy nguyên nhân gần. Nhưng khi chúng ta học về nhân quả của nhà Phật đó, thì khi chúng ta đó bị cái người trong cốt nhục, cái người bạn đời chúng ta chọn đó đem lại sự đau khổ cho mình đó, thì chúng ta nên cúi đầu để sám hối. Mỗi lần người ta đối xử ác với mình đó, nên cúi đầu sám hối và nói rằng con đã biết cái tội của con đã biết cái nhân con gieo xuống, con nguyện đời đời kiếp kiếp con không dám làm và không dám ứng xử như những cái người thân yêu của con đang đối xử với con đây, thì chúng ta thoát. Còn chúng ta lấy cái nguyên nhân gần, nguyên nhân trực tiếp này đó để mà chúng ta tiếp tục một cái phản ứng không vui, thì có nghĩa là chúng ta đang làm tăng cái phần đen của mình. Và bởi vì tiền kiếp chúng ta đã gieo những cái nhân đó trong cái mối quan hệ chồng vợ, trong mối quan hệ mẹ con, cha con, và bằng cái tâm gì, thì bây giờ trong cái lúc mà nó trổ quả thì chúng ta phải sống với cái người cha, người mẹ, sống với người chồng, người vợ mà có cái tâm mà chúng ta đã gieo xuống y như chúng ta đã làm. Cho nên cái sai lệch ở chỗ đó, mình cứ việc mình cứ tấn công vào cái nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gần đây mà không có hối cải cái nguyên nhân chính yếu và sâu xa nó đã tạo nên cái này. Cái này chính là cái tâm trong lúc hành xử bây giờ nó tạo ra. Còn ở đây nó mối quan hệ cá nhân, mối quan hệ cá nhân là một phần, cái chánh yếu nó nằm trong cái phần tâm của mình tạo ra. Đó, khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mau mau sám hối để thoát ra, không có trách cái nguyên nhân gần, không có oán hận nguyên nhân gần, mà tìm cách vô hiệu đó. Vô hiệu bằng cách nào? Khi chúng ta còn phản ứng lại, phản ứng bằng cách nào? Phản ứng bằng cách chúng ta trách, chúng ta không đồng ý, chúng ta phản ứng trực tiếp hoặc phản ứng ngầm, thì đó là cách nói thứ nhất. Cái cách nói thứ hai là chúng ta cam chịu và chúng ta tự trách bản thân mình vô phương. Chúng ta xem con đường đi trong tâm chúng ta đấy. Đầu tiên đó là chúng ta phản ứng với lại những cái nguyên nhân gần đó, chúng ta phản ứng, ta trách móc. Chúng ta cho rằng đây là cái tác nhân làm cho chúng ta đau khổ, đây là tác nhân kích thích sự đau khổ của chúng ta. Còn cái tác nhân đích thực làm chúng ta đau khổ là nguyên nhân sâu xa của nó, chứ không phải là nguyên nhân này. Nó là yếu tố kích thích ở bên ngoài, nó giống như một cái mũi giáo, giống như cái súng, nó nổ súng vào chúng ta, nó cầm giáo nó đâm vào chúng ta, nó là trực tiếp, nó là nguyên nhân gần. Nhưng cái gì thúc đẩy nó đâm vào chúng ta, nó bắn vào chúng ta, thưa quý vị, đó chính là cái tâm mà chúng ta đã gieo. Nó giống như cái tâm của cái người mà đang cầm súng cầm đao để mà hành hạ chúng ta đây. Và cái gốc đó từ chúng ta. Cho nên á, là khi chúng ta phản ứng ra ngoài thì chúng ta sẽ lấy cái phần mà coi như đen tối nhất của mình để phản ứng ra ngoài. Bây giờ có những người không phản ứng ra ngoài mà phản ứng vào trong. Buồn cho cái thân phận của mình, bế tắc, bất động, đi đến stress, đi đến trầm cảm, có khi điên loạn. Là vì mình không có tấn công cái nguyên nhân trực tiếp này, nhưng mình tấn công vào trong. Hai cái con đường này đều đưa đến sự đau khổ không có lối thoát. Là vì thứ nhất, mình không có giải được cái nhân trực tiếp với mình đây. Và khi mà nó cố kết ở bên trong nhiều chừng nào
cố kết nhiều chừng nào. Thì đến cái lúc nào đó nó bùng nổ thì cái ác nghiệp này nó sẽ tấn công vào cái nguyên nhân trực tiếp này. Cái người nào mà cầm cái dao, cầm cái súng bắn mình nó ăn, thì đây, nó sẽ tấn công trở ra. Cái con đường của nó, đầu tiên nó đi ra không được, đi vào trong. Đi vào trong không được rồi, nó sẽ đi ra ngoài với một cái lực gấp triệu lần cái lực mà nó phản ứng này. Cho nên quý vị thấy này, trong cái người thân của nhau mà khi không có dự ý mà la bài hải lên á thì nó nhẹ, còn không nói một tiếng nào nó cấu kết vào bên trong. Và khi mà nó phát xuất ra đó thì nó chỉ hành động chứ không nói. Cho nên người ta nói á, có khi con chó nó sủa mà nó không có cắn, mà có con nó không sủa mà nó cắn. Bởi vì nó la lên được thì nó đã nhẹ rồi. Còn cái này nó không la lên được, nó tích lũy vào bên trong, cho nên nó chỉ hành động thôi. Nó đi từ cấp độ trong suy nghĩ, trong cái lời nói và trong hành động. Thì cái người mà nó la bài hải lên á, có thể nó bỏ được ha. Thì vì nó la xong rồi, nó dịu xuống rồi, nó thôi không có nói nữa. Nhưng mà cái người nó không nói gì hết, nó để bên trong. Nó tích lũy như vậy á, là nó bỏ qua cái khâu nói ra lời. Nhưng nó nói thầm trong đầu nó rất nhiều. Và nó đi bước thứ ba là hành động. Vì cái nguyên lý của cái tâm sân là cái nguyên lý phải hủy hoại cái nhân mà nó kích thích đây. Phải chấm dứt cái yếu tố kích thích này. Không thể khác hơn. Cho nên á, trong cái vấn đề tâm linh á, thì đạo Phật dạy chúng ta đó, phải lấy cái phần sáng suốt này để mà nhìn cái nguyên nhân trực tiếp đây, để thấy cái nguyên nhân sâu xa trong tiền kiếp mình đã gieo xuống. Và Đức Phật dạy chúng ta nên sám hối. Và lời cầu nguyện của chúng ta đó là cầu nguyện cho những cái chúng sinh mà gần gũi nhất chúng ta đây có được trí tuệ sáng suốt để thoát ra khỏi cái phần quế nhiễm của người ta, để người ta không có gieo nhân xấu ác cho người ta, và đồng thời trong cái hiện tại này họ không đem đến sự đau khổ cho mình. Còn nếu mình không làm được cái điều này thì mình sẽ đi con đường thông thường, ăn miếng thì trả miếng. Người ta tát mình một cái thì mình phải tát lại tối thiểu một cái, chứ còn không có thể nào không tát trở lại cả. Và đó là cái phản ứng khi cái suy nghĩ của mình á, mình cho là nguyên nhân trực tiếp, cái nhân tố gây sự kích thích này, người cầm súng bắn mình, người cầm dao đâm mình á, là cái này là nguyên nhân chánh yếu. Thưa quý vị, nó không phải là nguyên nhân chánh yếu, nó là yếu tố kích thích. Còn cái chánh yếu là do mình đã gieo xuống bằng cái tâm gì trong truyền kiếp, và nó dẫn đi lại khi mà mình á, có mặt trên thế gian này với bất cứ một cái hình hài nào. Cho nên tại sao đó, cùng ngủ trong rừng vậy nè, mà người thì bị bò cạp cắn chết, người bị rắn cắn chết, còn có người nó ngủ quanh năm suốt tháng chả con nào cắn nó. Vì nó đi mà, cái đường nó đi rồi nó đi về mà. Súc sanh nó cũng có quan trái với người mà. Bởi vì trong tám cái sắc bất ly của mình á, nó có mùi mà, thành ra nó tìm tới do cái mùi. Mỗi người có cái mùi riêng. Nên mình ăn thịt cái con rắn thì nơi con rắn nó cũng có những cái yếu tố thuộc về sắc pháp, nó sẽ tiết ra cái mùi. Thì nơi mình á, khi tiết ra cái mùi nó sẽ câu thông, thì nó sẽ cắn nó. Có những người nó không cắn, có những người nó cắn. Một cái xe hơi người ta đi hành hương ở cái núi gì không biết, núi Sập, núi gì không biết, ở miền Tây. Thì cái xe đó nó đi vô rồi, cái lúc mà đi ra thì có một người nói rằng thôi bây giờ tôi không về, tôi ở đây tôi chơi, không về. Còn nguyên cái xe nó đi ngang đó thì cái cục đá trên nó rớt xuống là nó nhẹp luôn hết, không có người nào thoát rồi. Mình bây giờ mình cố ý, mình có muốn mà quăng cái cục đá trúng ai chưa chắc nó đã trúng được.
Nhưng mà cái này hoàn toàn là một cái chuyện cực kỳ tình cờ. Cái xe đi ngang đúng cái thời điểm nó rơi đúng đó. Mà đi trên xe thì nó được 7 người vậy mà cuối cùng có người ở lại. Cái gì làm cho nó sai khác vậy? Cái nhân trong tiền kiếp khác nhau. Những người này cùng trên một cái chuyến xe định mạng đi ra để nhẹp hết, nó có cùng một cái nghiệp sát. Còn cái người này nó không có cái nghiệp sát, cho nên giờ cuối cùng nó tránh được. Nó đâu có biết tại sao, nhưng mà nó không muốn về. Rồi bây giờ đó muốn ở lại chơi thêm. Không biết được. Thấy không? Bởi vì cái cộng nghiệp của nó mà. Cho nên những cái mà người ta tạo nên cái chiến tranh và tạo nên cái thảm sát đó, thì trong nhiều đời nhiều kiếp người ta phải chết như vậy, trong cái thảm sát của nó. Thế gian này đó, người ta nhân danh chiến tranh để giải quyết nhiều thứ trong xã hội. Thứ nhất là vấn đề ý thức hệ. Cái thứ hai là những cái quyền lợi về kinh tế. Có thể nói gọn vậy được. Và cái đất nước nào mà nó thắng thì nó sẽ đưa những cái người chủ trương đó lên cái hàng rực rỡ nhất. Thì đó là pháp thế gian. Còn đối với pháp tâm linh á, mình dùng cái tâm gì để mình tạo nên chiến tranh, và mình muốn sử dụng bạo lực để giành cái phần thắng của mình, thì cái giá nghiệp sát này phải trả, không thể nói khác. Còn cái phần được tung hô là cái phần thuộc về pháp thế gian. Về pháp tâm linh, mình sử dụng bạo lực do mình muốn sử dụng bạo lực, mình phải lãnh cái nghiệp sát này. Và mình tạo nên những cái chết cực kỳ bi thương. Và trong luân hồi, người này sẽ chết như vậy, không thể khác hơn. Này quý vị thử nhìn nha. Khi Đức Phật dùng hết tất cả những cái gì mình có thể được để che chở cho dòng họ Thích, nhân dòng họ Thích vẫn bị cái đứa cháu ngoại nay là ông vua trẻ trở về tàn sát hết. Và Đức Phật đã nhìn trong cái tiền kiếp của gia tộc của mình, thấy có hai điều ác. Cái điều thứ nhất là tạo cái chiến tranh để tranh chấp đất đai với một cái bộ tộc khác và nhiều bộ tộc khác nữa. Cái thứ hai, để mà diệt cho nhanh các cái bộ tộc khác đó, thì người ta đã bỏ chất độc xuống cái dòng sông đó để giết những cái bộ tộc đó. Giết không hết, nhưng tất cả loài thủy sản dưới cái dòng sông đó chết hết. Đấy là nghiệp sát. Và bây giờ cá đã chết dọc cái miền duyên hải như vậy, có những con cá cực lớn 40-50 kg nó vẫn chết, và nó chết như vậy. Cái này trước khi làm biết không? Biết. Thì những ai đã có dính vào trong cái chỗ đó đều phải có cái tai họa như vậy hả? Bây giờ có trốn trách nhiệm cách mấy, có biện minh cách mấy, nó là pháp thế gian, pháp về tâm linh. Đây là một cõi súc sinh, cả dòng tộc người ta chết hết, thì cả dòng tộc mình người nào có chia sẻ trong cái phần quyền lợi này không thoát được. Cho nên khi người ta tới, người ta giết cả một cái dòng họ Thích như thế, thì những người họ Thích đó, giữ giới. Bây giờ hỏi có phải Thích Ca dòng họ Thích không? Đâu dám trả lời không. Cho nên mỗi người đó ngậm một cái gì trong miệng để nói ngọng một chút, mà nó không phải là cái dòng họ Thích, nó tên một cái loại rau. Thì khi mà nói người ta nghe không rõ vậy thì người ta bỏ ra. Mà những người mà được cái phước này là những người đó đó, là khi mà tham gia cái đó người ta không sử dụng cái đó. Thí dụ sư cô nói vậy. Bây giờ cái đồng tiền mà lấy từ cái nguồn đó, thí dụ như do chiến tranh bỏ thuốc độc, ai chủ trương bỏ thuốc độc, ai làm bỏ thuốc độc,
và hưởng cái quyền, cái chiến lợi phẩm từ cái chuyện mà chúng ta cướp lấy những cái bộ tộc khác đó. Ai hưởng cái chiến lợi phẩm đó phải nằm trong này. Có những người không hưởng chiến lợi phẩm, không tham gia, không dính vô, thoát. Cho nên pháp thế gian con người cực kỳ gọi là răn ma, khôn ngoan lắm. Nhưng chữ khôn ngoan này để trong mà kép, mà cái từ chính đáng của nó là răn ma, biến thiên không có lường được. Nhân pháp tâm linh ở đâu thì nó ra đó, bởi vì nó khởi sanh từ trong ý nó đã trổ quả, khởi sanh từ trong khẩu nó đã trổ quả, khởi sanh từ trong cái hành động trổ quả, in hình ở đây và nó diễn ra ngày đêm trong cái đời sống, cái chi phối. Ok, mình học tới cái hộ kiếp mình biết. Cho nên nói tóm lại, cái nhân quả, nhân chúng ta gieo xuống nó sẽ có cái trổ quả, mà nhiều người biết á là cái quan hệ cá nhân thù địch nhau, quan trái nhau, nó sẽ đi từ đời này sang đời khác. Chuyện này có, nhưng không có 100%. Nhưng mình gieo cái nhân gì và mình gặp những cái chúng sinh có cái tâm đó để nó ứng xử như vậy thì cái này 100%, không che giấu được, không làm mà mắc ai được hết. Đó, đó là cái điều mà chúng ta nhớ về cái luật nhân quả. Chúng ta gieo xuống cái hành vi này bằng cái tâm gì thì khi chúng ta gặt nó thì chúng ta sẽ gặt những cái chúng sinh có cái tâm y như vậy, và nó hành động y như vậy thì chúng ta mới gặt được. Còn cái chuyện mà cá nhân đeo đuổi nhau thì có cái có cái không. Cho nên mới nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi mình thấy sự bất hạnh đến cho mình bắt đầu run sợ. Nhân Bồ Tát sợ nhất là mình gieo cái nhân không tốt, cho nên kiểm tra từ cái nhân. Còn khi người ta không thấy cái nhân á, người ta chỉ thấy giữa cái mối quan hệ cá nhân thù địch với nhau thôi thì người ta không sợ đâu. Bởi vì nó chỉ là một cái phần nhỏ của cái luật về tâm linh. Cái phần chính của luật về tâm linh là chúng ta gieo xuống bằng cái tâm gì thì chúng ta sẽ tiếp nhận cái tâm đó nơi những cái chúng sinh mà nó có cái điều kiện nối kết với chúng ta. Những chúng sinh đó là ai? Những chúng sinh đó từ trong cốt nhục, từ trong chồng vợ, từ trong bạn bè anh em, từ bất cứ một người nào mà chúng ta gặp gỡ trên đường này, mà các căn của chúng ta khi tiếp xúc chúng ta có khởi lên cái tạc ấy. Chúng ta có khởi lên cái sự ứng xử đối với chúng sinh đó thì nhân quả giữa đôi bên trổ sanh. Cho nên đó là cái nhân quả nó trổ sanh hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất, khi chúng ta gieo xuống bằng ý, bằng khẩu, bằng thân, trổ liền trong tâm tức khắc không có chậm trễ, và nó ở đó trong cái dòng nghiệp của chúng ta. Cái thứ hai là nó trổ bằng cách nó câu thông bên ngoài. Đây, nó câu thông đây. Chúng ta thấy cái người đó liền chúng ta muốn kết bạn, liền muốn lập gia đình với người này, vì không thể thiếu của người. Sanh ra đứa con, chúng ta thấy nó ruột ra thân thích của mình, trút hết cho nó. Nó nói đấy, đây là cái người bạn chúng ta có thể tín nhiệm được, nó nói đấy. Nói hết. Nó đi bằng các căn này, nó đi, nó nói đây. Cho nên mới nói ấy, tất cả các cảnh này là quả của nghiệp, quả thiện hoặc quả bất thiện của nghiệp. Và chúng ta đây ứng xử đây, để rồi đó chúng ta sẽ học về cái phần mà cái cảnh đó, thì chúng ta sẽ thấy là có khi cảnh thì thiện mà chúng ta tiếp nhận nó không thiện, có khi cảnh bất thiện mà chúng ta tiếp nhận nó thiện. Là do cái gì? Do bên trong. Và nó dần dần chúng ta sẽ nhận ra rằng đó, những cái nguyên nhân sâu xa là những nguyên nhân có thật, bởi vì những nguyên nhân này phát xuất từ trong tâm của chúng ta. Phải có khởi lên cái sự việc. À, chúng ta cứ quan sát chúng ta thấy nha.
Khi chúng ta giận một cái người nào đó, chúng ta muốn nói cái điều này, nhưng chúng ta cản lại, chúng ta nói thôi đừng nói, thôi đừng nói. Quá dễ đi. Nhưng mà đến khi nó trở lại không quá dễ rồi, quý vị sẽ thấy nó nói y chang vậy. Như vậy chứng tỏ về mặt tâm linh, cái luật của nó là gì? Cái luật của nó là suy nghĩ như thế nào, nó sẽ nói thầm như vậy, và nó nói ra miệng như vậy, và nó sẽ ứng xử như vậy. Không khác. Còn khi mình nói là cái đầu nó nghĩ về, nhưng mà cái miệng nó nói ra cái khác, là bởi vì sao? Nó gọi là dương đông kích tây. Cái ý của nó vẫn là then chốt, nhưng mà cái hình thức bên ngoài đó, nó làm cho người ta đó chú ý cái mặt khác, để cái mặt này nó mới đâm người ta được. Cái ý ác vẫn là ý ác, nhưng nó dùng cái sự thân thiết. Muốn hạ bệ người ta đó, cái cách tốt nhất á là nên tâng bốc người ta lên, rồi sau đó cho rớt xuống bùn. Đó là cái thủ đoạn cực kỳ tinh vi của cái tâm sân ác. Cho nên là người ta mời tới để đợi một bữa ăn, để nói những cái công việc sắp tới mình sẽ cùng nhau làm như thế này, sẽ bổ nhiệm vào chức vụ này, vân vân. Nhưng mà đi ra là xe bị khủng bố chết. Chúng ta nhìn khắp cái chính trường trên toàn thế giới, từ Đông sang Tây, từ Nam tới Bắc, từ cổ chí kim, đó là con đường của nó đi. Con đường của Atula đi như thế. Mình đi làm trong cái cơ quan, cái người thanh niên trẻ rất là nhiệt huyết và rất là trong sạch vào gặp ông giám đốc, nói rằng bây giờ đó thấy em là đoàn viên, mà em thấy những người này làm gì sai sai vậy nè. Sếp mới nói rằng em xứng đáng là một người đoàn viên. Từ khi xong cái giai đoạn đoàn đó, em sẽ là người được kết nạp đảng đầu tiên. Và em rất tốt, và cơ quan rất cần một cái người như em. Và chú đây sẽ hết sức là quan tâm về em, bởi vì em là cái nòng cốt để nối tiếp cái cơ quan này, cái công ty này. Nhưng mà cái số phận của người này có thể đưa lên rất cao để không làm gì được, và khi nó rớt xuống là thảm hại. Đó là cái con đường ma quỷ của cái tâm sân. Cho nên nó đi cực kỳ là vi tế. Và con đường này, nói về mặt tâm linh, chính cái người trai trẻ này đã từng phạm trong quá khứ. Cho nên chúng ta nhớ vậy. Khi mình làm sai đó, phước lớn của mình hối hận. Phước lớn của mình nhận ra sai. Phước lớn của mình lớn hơn nữa, mình nguyện không có làm điều đó. Phước lớn của mình lớn hơn nữa là mình nguyện làm cái điều lành, và như vậy chúng ta thoát. Mình làm cái ác nghiệp, mình phải thoái đọa vào trong những cái cảnh khổ. Nhưng khi mình thấy mình sai, mình nguyện không làm điều sai, mình nguyện làm điều lành. Mình làm được cái điều lành đó và nhất quyết đi con đường lành đó, thì chúng ta ở cảnh giới nào cũng thoát ra. Cho nên nói là mình nguyện gặp chánh pháp, thì chánh pháp nằm nơi cái chỗ mà đạo Phật nói về cái nhân quả, không gieo xuống nữa. Cho nên bây giờ người ta có thể hành hạ mình, người ta có thể đối xử với mình rất là xấu, mình phải chịu thiệt thòi đủ thứ, có khi tài sản mất, có khi cơ thể cũng bầm dập, có khi cái tinh thần của mình bị tra đáp. Nhưng nếu mình nhận ra được nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp này, thì mình sẽ không tạo tác nữa và mình thôi. Đối với người đời thì đó là thiệt thòi, là hèn, là chịu nhục, là không có dũng cảm. Nhưng đối với tâm linh, khi chúng ta không ăn miếng trả miếng, đó là cái sức mạnh của tâm linh, sức mạnh của thiện trí trong tâm của chúng ta, sức mạnh của hùng lực trong tâm chúng ta, để chúng ta đủ cái dũng đó mà chịu sự biếm nhẽ của người đời, mà chúng ta giữ vững con đường thiện của mình. Cho nên dư luận ở thế gian này hiếm có khi thiện cảm với bất cứ ai, và hiếm có khi đúng đắn.
Bởi người ta đi trong pháp thế gian, và người ta chỉ nói trong pháp thế gian, người ta không có thể hiểu thấu về pháp tâm linh để có thể dẫn dắt chúng ta được. Cho nên mình không có quán trách cái người ác với mình. Mình cũng không có quán trách hay trả thù những cái người xấu ác với mình. Không phải mình ngu, không phải mình hèn, không phải mình chịu nhục, nhưng mình thấy rõ nhân quả không làm. Thì chỉ khi chúng ta thấy rõ thì chúng ta mới đủ cái mạnh mẽ để chúng ta đó là không phản ứng. Không phản ứng nhưng trong lòng không có buồn, mà trong lòng có đủ sáng suốt để mỗi khi nó khởi lên thì chúng ta đủ sáng suốt để cho nó ra đi. Còn pháp thế gian, một là phản đối, hai là ghim lại trong lòng mình, tự mình cam chịu, tự mình nó nuốt cái nước mắt tủi nhục vào bên trong, rồi để cuối cùng nó bùng vỡ ra thì ác nghiệp này chồng chất ác nghiệp khác. Còn đây chúng ta hiểu về nhân quả để học cách chấp nhận. Chấp nhận được một chút, mừng một chút, chấp nhận một chút, mừng một chút. Và cơ thể chúng ta chấp nhận bởi vì chúng ta nhìn thấy cái vấn đề nhân quả của mình. Còn không thấy cái này không thoát đâu. Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta về nhân quả, Đạo Phật dạy chúng ta về thiện ác, dạy chúng ta về luân hồi. Tất cả những cái diền mối đó nó đều có liên quan với nhân quả. Mà đặc biệt chỉ cần thấy nhân quả thôi thì chúng ta ứng dụng đúng, chúng ta có thể thoát ra được. Rồi đó là cái phần mà Phật tử hỏi, thì sư cô giảng thêm cái phần này. Hồi nãy chúng ta đang nói về đó, các cái cảnh. Thì như là cái cảnh đó, thì chúng ta chia ra là cái cảnh ngoại, tức là cảnh bên ngoài, và cảnh nội. Cái cảnh ngoại á, là cái cảnh mà của các căn, thuộc về ngũ căn. Đây là cảnh ngoại. Nó áp dụng cho cái cảnh của mắt, cảnh của tai, cảnh của mũi, cảnh của lưỡi và cảnh của thân. Nhưng mà cảnh của ý á, thì nó gọi là cảnh nội. Là cảnh nội là cảnh trong tâm. Và chúng ta nhớ vậy, cái cảnh sắc thì nó dùng cho cái nhục nhãn nè, dùng cho con mắt nè, nhục nhãn thôi. Bây giờ chúng ta có hai nhãn, có hai mắt. Con mắt thịt này là một cái gọi là huệ nhãn, một cái thì nhìn bằng tâm. Khi chúng ta tu thiền là chúng ta khai mở cái huệ nhãn của mình. Chúng ta nhìn bằng tâm, nhìn bằng tâm để thấy cái nóng lạnh, chứ không phải rờ vào để thấy nóng lạnh. Chúng ta nhìn biết cái nóng lạnh. Chúng ta nhìn không phải là chúng ta dùng con mắt mà có thể thấy cái hơi thở đi vào, thấy hơi thở đi ra. Nhưng mà cái thiện trí chúng ta đó có thể thấy biết được cái hơi thở vào, hơi thở ra. Cái huệ nhãn của chúng ta có thể thấy cái mà nhục nhãn chúng ta không thấy được, đó là những cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên như thế nào, thì cái huệ nhãn chúng ta thấy được. Còn đây đó, cái cảnh mà nó thuộc về ngũ căn đây á, là chúng ta nói đến những cái phần mà nó có những cái yếu tố thuộc về vật chất á, nó chiếm lĩnh rất rõ ràng. Đó là con mắt thì chỉ thấy được cảnh sắc, chứ không thấy được cảnh thinh, không thấy được cảnh khí, không thấy được cảnh vị. Nhưng mà tâm thì nó có thể thấy hết đấy. Mắt chỉ có thể thấy cảnh sắc, tai chỉ có thể nghe cảnh thanh, mũi có thể thấy cảnh khí, lưỡi có thể thấy cảnh vị, tiếp nhận cảnh vị, và thân tiếp nhận được cái cảnh xúc. Là đâu đó nó rõ ràng rành mạch ra, không thể xe khác, đi bằng con đường này. Cho nên gọi là các căn tiếp xúc với các cảnh. Và khi nó tiếp xúc như vậy đó thì nó có một cái năng lực là nó sẽ tạo ra một cái quả mà nó gọi là một cái
một cái dòng tâm thức mới phát sanh ra. Các căn của chúng ta là một nhân, cái cảnh bên ngoài là một nhân, đây mắt chúng ta là một cái yếu tố, một cái điều kiện thuộc về vật chất. Cái bình bông này là một cái yếu tố thuộc về vật chất. Nhưng mà khi đó là con mắt mình đó có tác ý nhìn vào đây, hai bên đó nó đưa tới đưa lui vậy, cho đến khi mà nó định hình trong con mắt mình rồi đó, thì cái đó nó sẽ phát sanh ra cái mà mình có thể biết ở đây là cái bình bông, thì đó gọi là thức quả. Nó thuộc về cái dòng, cái tâm thức của mình rồi. Và như vậy thì nó sẽ hoạt động theo cái chuỗi của nó mà mình sẽ học đây, mình sẽ học tiếp theo. Như vậy chúng ta sẽ thấy là năm cái căn nó sẽ tiếp xúc với năm trần, và cả cái thức này cũng như cái dòng tâm thức này á, nó sẽ đi trong cái thần kinh, sắc thần kinh của mắt, sắc thần kinh của tai, của mũi, của thân, vân vân, nó sẽ đi như vậy. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là các cái phần mà thuộc về đối tượng của các căn thì nó gọi là cảnh. Cho nên là chúng ta có tất cả 6 căn, 5 cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi và một cái căn ý. Thì chúng ta có 6 cái cảnh. Đặc biệt là về cái 5 cái phần mắt, tai, mũi, lưỡi đó, thì cảnh nào nó ra cảnh đó, cảnh nào thì nó kết với căn đó, cảnh nào nó kết với căn đó. Chỉ riêng có cái căn thứ 6 đó, nó thuộc về căn ý đó, thì cái cảnh nó thuộc về cảnh pháp. Và trước đây thì chúng ta nói chung chung, bữa nay chúng ta sẽ nói là cái cảnh pháp này nó cũng có 6, nó có 6 cảnh tất cả. Này, chúng ta nghe 6 cảnh ở đây. Như vậy cảnh pháp nó gọi là cảnh nội, tức là cảnh ở trong tâm. Cảnh ở trong tâm đó thì nó có khả năng đó, là nó có thể nhìn hết những cái cảnh này. Cái cảnh mà cảnh ngoại đây đó, nó là cái cảnh hiện tại, vừa không có nói rồi. Còn cái cảnh pháp này á, hiện tại, quá khứ, vị lai gì nó có hết. Bây giờ cái cảnh pháp này nó có 6, nó có 6 cảnh tất cả. Cảnh thứ nhất mà cái cảnh pháp có thể bắt được đó là sắc thần kinh. Thứ nhất là sắc thần kinh. Nó còn gọi là tỉnh sắc căn. Vậy cảnh pháp nó là sắc thần kinh. Cứ thứ hai đó là những cái sắc tế, 16 cái sắc tế. Bây giờ chúng ta kể tên đi rồi chúng ta sẽ đi từng phần. Cái thứ ba nữa là tâm. Cái thứ tư là sở hữu tâm, là khái niệm. Và cái thứ sáu là niết bàn. Khái niệm này tức là các cái pháp thuộc về tục đế. Đó là 6 cái đối tượng của cảnh pháp. Trong cái định nghĩa về sắc pháp á, thì người ta nói là cái sắc thần kinh nó chính là cái tinh chất của tứ đại. Cho nên nó gọi là cái tịnh sắc căn. Nó là tinh chất của tứ đại. Cái chữ tứ đại ở đây nó hơi khó hiểu một chút xíu á. Là thường khi mình nói tứ đại á, là mình nói đất nước gió lửa, đúng không? Nhưng bây giờ nó sẽ đi cái con đường mà nó trở lại cái ban đầu của nó. Vậy cơ thể chúng ta cái gì là đất? Cái gì cứng mềm thuộc về đất? Vậy xương chúng ta cũng là đất. Bắp thịt của chúng ta cũng là đất. Ruột chúng ta cũng là đất. Mà tim chúng ta cũng là đất.
ngay cả con mắt của chúng ta cũng là đất. Như vậy tất cả gì cứng mềm cũng đều là đất hết. Thì tất cả những đó là phần thô, nó gọi là cái phù trần căn. Còn cái linh hồn của những cái thuộc về cái cứng mềm đó đó, những cái bộ phận đó chính là thần kinh. Cho nên mới nói á, sắc thần kinh là tinh chất của tứ đại. Cho nên là tất cả những cái cấu tạo về mặt vật chất trong cái cơ thể của chúng ta đây thì nó đều chịu sự chi phối của hệ thần kinh. Mà hệ thần kinh là cái đường ray xe lửa của tâm. Như vậy nhất cử nhất động gì nơi cái thân của chúng ta đây đó là nó chịu sự chi phối của tâm. Cho nên là chúng ta mới có thân biểu tri, khẩu biểu tri. Tất cả những cái cử động hoạt động của thân chúng ta, đi đứng nằm ngồi, giơ tay giơ chân, múa may quay cuồng vân vân, điều khiển của ta. Miệng chúng ta nói bất cứ cái điều gì thì cái điều đó chịu sự điều khiển của tâm. Như vậy chúng ta nói là cái miệng của mình nó gồm có các cái phần ở bên ngoài, môi trên môi dưới, nó có răng bên trong, nó có lưỡi bên trong, nó có hàm trên, nó có hàm dưới. Thì đây nó là thuộc về tứ đại. Thì tất cả những cái này nó hoạt động được là nhờ cái thần kinh điều khiển nó. Nhưng mà cái mà để cho cái thần kinh nó có thể hoạt động đó thì chính cái tâm nó phải chi phối lên cái hệ thần kinh đó. Là bởi vì đây, thức này nó sẽ đi trên sắc thần kinh, nó hoạt động và nó điều khiển chi phối. Như vậy cái sâu xa ở bên trong nó làm cho tất cả những cái hoạt động này nó giống như là người ta múa rối rồi người ta có cái sợi dây thì giật nó thì nó mới cử động. Người ta điều khiển cái múa rối thì người ta nằm ở bên trong. Như vậy ra đi coi cái múa rối nước thì người ta phải ở dưới nước đó. Rồi những cái con đó nó nổi trên cái mặt nước, nó di chuyển lên đó là nhờ bên trong có cái dây giật. Nó có cái dây giật ở bên trong. Và khi nói về mặt sắc pháp không, nói về mặt thể chất không đó, người ta nói là cái hệ thần kinh nó điều khiển. Thì cũng giống như những cái đường nối trong cái con rối đó, đó nó giống như cái hệ thần kinh. Nhưng mà cái hệ thần kinh tự nó không làm được, mà nó phải có một cái gì điều khiển nó. Cái điều khiển nó chính là cái nơi núp bên trong, người ta mới điều khiển nó di chuyển. Nó mở miệng ra, nó quơ tay, nó quơ chân nó lên, nó thể hiện những cái điệu bộ nó là do cái người bên trong giật. Còn cái này đó là cái thể chất chúng ta nè. Tất cả những hoạt động về thân, những hoạt động về khẩu là do cái tâm. Nhất là cái động tác này nó điều khiển, cho cái tâm nó điều khiển mà nó tạo nên những hoạt động sâu xa. Và như vậy những cái tâm này khi nó điều khiển là điều nó đã có trong cái tiền kiếp, là những cái tâm thiện và những cái tâm bất thiện của nó đã hoạt động. Tiếp tục nó điều khiển. Như vậy cái dòng chảy quá khứ cho đến trong cái kiếp hiện tại này nó nối với nhau. Và nó nằm đâu? Ở trong cái hoạt động tâm của chúng ta, nó nằm trong tâm hộ kiếp. Mà tâm hộ kiếp là gì? Là chính là cái tâm quả tục sinh, nó làm xong cái nhiệm vụ thứ nhất của nó đi qua cái hộ kiếp. Và cái tâm quả tục sinh nó nằm ở đâu? Nó nằm ở tám cái tâm quả thiện này khi chúng ta sinh ra được làm người. Và làm người có đầy đủ các cái để có thể tiếp nhận các cảnh là quả của mình. Khi nó khiếm khuyết thì nó tái sanh bằng cái tâm quán sát. Quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Còn bốn con đường khổ nó sẽ tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Và như vậy khi chúng ta tái sanh bằng cái tâm quả nào thì cái tâm quả đó nó chở cái dòng nghiệp trắng và dòng nghiệp đen này, nó chạy suốt trong cái kiếp hiện sinh của chúng ta. Và khi chúng ta nối nó lại trong cái đời này thì nó dẫn ngay cái chỗ này, cái tâm phân đoán đây.
nó cũng có cái con đường đó như lý tác ý của nó khi nó kết được cái phần thiện. Nó có cái phần phi như lý kết ý, phi như lý tác ý của nó khi nó kết với cái phần bất thiện này. Và nó vẫn chịu cái lực của cái dòng nghiệp trong quá khứ. Nó chịu cái khuynh hướng về mặt tâm tánh của chúng ta chi phối. Tâm tánh đó, khuynh hướng đó chính là dòng nghiệp trắng và dòng nghiệp đen đó. Nó chảy trong cái đời sống nội tâm của chúng ta và nó đi trong cái dòng hộ kiếp này đi. Dòng hộ kiếp là tâm tục sinh, và tâm tục sinh là tâm quả. Như vậy thân này đây là quả của nghiệp. Những cái gì nó hình thành nên những cái khuynh hướng chúng ta đây, nó là quả nằm trong dòng nghiệp. Bây giờ nó thôi thúc để chúng ta có một cái quan niệm sống, chúng ta có một cái suy nghĩ, có một cái tình cảm, có một cái sự ưa thích về mặt gọi là cái thí dụ như mình nói là cái khuynh hướng, ví dụ mình nói là cái khẩu vị của mình, cái thị hiếu của mình nó không giống người khác, người khác không có giống mình, nằm ở chỗ nào? Nằm ở trong cái sức mạnh của nghiệp đen và nghiệp trắng đấy. Cho nên có một sát na để thay đổi cái hình dáng này, và nó vẫn tiếp liền một cái dòng chảy về tâm mình. Có một sát na mà thôi, con chip này nó báo động rằng hết sử dụng được cái vật dụng này rồi. Hơi thở chấm dứt, con chip chớp lên một cái tắt luôn, và cái vật dụng này không có tiếp điện được nữa, thì nó liền có một cái vật dụng khác. Thế mà cho nên á, là cái sắc thần kinh này nó gọi là cái tinh chất của tứ đại. Thành ra tất cả những cái hoạt động của chúng ta đều là hoạt động của tứ đại. Tất cả những gì cấu tạo nên các cái bộ phận trong cơ thể không đi ra khỏi tứ đại. Phần cứng là gì, phần mềm là gì, phần nước là gì, phần nước nó có thể tan chảy ra, nó có thể kết dính lại là gì trong cơ thể chúng ta? Chúng ta đã biết. Cái phần mà nó gọi là quả đại thì chúng ta cũng đã biết. Nhiệt độ trong cơ thể của mình, biết chưa? Rồi cái đó gọi là cái phần về phong đại, nó chuyển động thế nào chúng ta biết. Thành ra cái tứ đại đó nó chính là cái linh hồn của tất cả những cái phần mà gọi là sắc thân của chúng ta, nó là linh hồn. Và như vậy đó, những cái yếu tố mà nó thuộc về những cái sắc pháp mà chúng ta học đây này, nó mới đích thực là nó coi như là một cái phần, gọi là nó là cái tinh chất của cái mà nó làm nên á cái sắc thân này. Cái hoạt động vi tế của nó là như vậy. Và như vậy đó là khi cái dòng nghiệp này nó chảy, thì do cái phẩm chất trắng và đen của nó mà nó sẽ có một cái hình thể phù hợp với nó thôi. Không có ai cho chúng ta sự bất hạnh, và cũng không ai cho chúng ta một cái hạnh phúc tròn đầy. Tất cả đều do mình tạo tác ra trong cái nghiệp của mình, và mình phải nhận như vậy. Thì lần tới đó chúng ta sẽ học thêm về đó, các cái phần còn lại chúng ta sẽ nói tiếp, để chúng ta thấy rõ đó cái đối tượng của ý rất là quan trọng trong cái phần gọi tại sao mà gọi là ý dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Bởi vì nó tới cái cảnh của nó tới 6 cái cảnh này, và chúng ta sẽ thấy nó chi phối như thế nào, nó hoạt động như thế nào. Trong khi cái cảnh của mắt thấy có một, cảnh của tai có một, cảnh của mũi có một, cảnh của lưỡi có một, cảnh của thân có một, nhưng của nó rất nhiều, nó bao trùm đến hết toàn bộ. Trong khi cảnh của mắt, của tai, của mũi, của thân chỉ có trong hiện tại thì nó là cổ nào nó cũng có. Vì thế thấy cái dòng tâm thức của mình không? Nó hoạt động cực kỳ đa dạng, cực kỳ mạnh mẽ. Địa bàn của nó thật là rộng lớn, và nó có thể đi suốt từ quá khứ, hiện tại cho đến vị lai. Nó hoạt động như thế. Mà nếu mình để nó sai lệch
thì cái giá này mình trả không biết đấy bà già. À, xin nguyện cầu Hồng Ân gia hộ, Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ trí tuệ sáng suốt để mà dẫn dắt mình đi trên con đường tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm. Cầu cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọa nhận đồng đều phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho tất cả đều được thọ hưởng phước báo này mà được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.